Nhưng mà trong cái nghĩa căn bản nhất, ác là gì? Cái gì mình nói, mình làm mà tổn hại đến người khác là ác. Có nhiều khi không phải giết họ mới ác đâu, mình nói một câu mà người ta khổ suốt đời, cái đó còn ác dữ nữa. Cho nên ở trong cái quyển gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn, có một vị tổ nói vậy đó: cầm dao giết người chưa gọi là ác, nói một lời mà người khổ đau nhiều năm, cái đó ác. Thì hôm rồi Nhân đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn, thì trong khi mà đọc cái phẩm kinh đó thì Pháp Hòa đọc được một đoạn kinh, trong đó Đức Phật dạy cũng liên hệ đến cái ác mà hôm trước, tuần trước Pháp Hòa có nói một đoạn. Bữa nay Pháp Hòa đọc đoạn này cho đại chúng nghe: tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Chỉ cần mình làm một điều lành thôi còn hơn mình làm nhiều điều ác. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Phật nói tu một tâm lành phá trăm điều ác. Một tâm lành mà mình khởi thì tất cả cái ác nó mất. Đúng như vậy. Ví dụ như ngày xưa là mình tham, mình sân, mình si, mình đủ thứ hết. Mà bữa nay mình ngộ đạo, mình tu, chỉ cần một tâm lành mình khởi thôi thì mấy cái kia tuy nó không hết nhưng ít ra nó làm sao, nó giảm và nó không có tăng trưởng. Ngày hôm qua quý vị nhớ chữ tổng trì không? Đà ra ni đó. Chữ đà ra ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng trì. Mà tổng trì là gì? Là người có đủ khả năng giữ cái ác không để nó phát sinh, và giữ cái thiện không để nó tổn giảm. Cho nên như chút kim can có thể phá hoại núi Tu Di, cũng như chút lửa có thể đốt cháy tất cả, như chút thuốc độc có thể hại chúng sanh, phải không? Một cái diêm quẹt mà lên thôi là cháy cả rừng. Một chút thuốc độc thôi có thể chết người, mà không phải chết ít mà chết nhiều nữa. Giống như một con virus COVID vừa rồi thôi. nhỏ xíu vậy thôi mà nó lan truyền cả thế giới, dễ sợ không? Cho nên đó, một cái tâm niệm xấu, một cái tâm niệm ác đó, nó hại rất nhiều. Tại vì mình khởi cái tâm niệm đó là mình sẽ hại một người. Mà hại được một người thành công thì mình giữ cái tâm niệm đó hai người. Mà chúng sanh đó, người có nhiều người người ta đâu có tỉnh. Có nhiều khi người ta bị hại cái người ta hận đời, người ta hại người khác. Ta nói tại vì tôi tốt với mọi người, không ai tốt với tôi, bây giờ tôi không thèm tốt với ai nữa hết. Cho nên cứ cái ác như thế mà nó sanh. Thì đây là cái phẩm, phẩm ác này tổng cộng có 13 bài kệ. Đây là bài kệ thứ 116 trong phẩm ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đó là cái câu kệ. Còn cái câu trường hàng là: hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tọ tâm tội ác. Hãy biến nhát việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Có một lần Pháp Hòa mùa thu, Pháp Hòa đi thiền hành ở trên Tây Thiên, thì sắp sửa tới mùa khóa tu, Pháp Hòa mới nảy một cái câu: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Tại vì cái giây nào mình thức tỉnh thì mình tu mãi, mà hãy mình tu giây nào thì cái ác nó mất. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè: quý vị nào mà chưa ăn chay trọn một ngày được đó, đừng có lấy cái cớ đó rồi không ăn. Thí dụ bây giờ quý vị ăn một bữa nửa ngày chay ăn nổi không? Được. Thậm chí bây giờ nói là tôi không ăn nửa ngày được, tôi ăn một buổi sáng thôi. Buổi sáng đó thường thường là bacon với lại món này món kia. Thì bây giờ buổi sáng này sẽ trở thành ra cereal, oatmeal, bagel đồ. Thì buổi sáng đó là chay. Nói chung là bữa ăn nào không có những cái sinh mạng của chúng sanh khác, bữa ăn đó đều được gọi là chay hết. Mình chưa chọn ngày chay thì mình một buổi chay. Cũng như vậy, mình chưa xuất gia được thì mình tu tại gia. Mình chưa làm Phật full time thì mình làm Phật part time. Người ta nghèo thì người ta đi làm 2-3 job, phải không? Và thậm chí bây giờ là mình tu tập á, mà các ngài thường hay đưa ví dụ giống như tu mót vậy thôi. Pháp Hòa nghe mấy vị mà người ta làm vàng, người ta nói, người ta kể tuần rồi được nghe.
Đến nỗi mà một cái tiệm mà làm vàng mà cái khăn lao bàn người ta cũng không bỏ. Người ta đem người ta giặt, người ta ngâm nước, người ta mòn bòn lại hết những cái mạ vàng lúc mà bào đó ra, mài đó, nó văng khắp hết. Nghĩa là miếng đất đó bất cứ chỗ nào người ta cũng đều giữ lại hết. Rồi lâu ngày người ta gom lại thành vàng. Thì người ta có vàng người ta gom, mình không có vàng, mình gom lúa thóc. Người ta cũng tu bòn tu mót đó chứ. Người nào có tiền thì người ta đeo cả chiếc nhẫn, mình không có, mình làm cho người ta, nhưng mà nó bay với cái đó rồi cứ đi lượm riết, lâu ngày có vàng. Và nghe nói là những miếng đất nào mà nó ở đó mà tiệm vàng lâu năm là miếng đất đó có giá lắm. Tại vì đào đất đó lên mà ngâm nước thời gian là ra vàng dữ lắm. Mới biết chuyện đó. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi nói, ồ cái này giống mình tu mót. Thì bây giờ mình chưa tu nổi trọn ngày, trọn tháng, trọn năm thì mình tu theo thời thôi. Cho nên á, trong một cái khóa tu ha, một ngày từ 5 từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm, hiếm có người nào đi hết khóa lắm, hết ngày là hiếm lắm, có chứ không phải không. Thế nào cũng cúp cua buổi à. Có người thì cúp cua buổi sáng, có người cúp cua buổi trưa, bữa nào mà tu được trọn ngày là ngày đó hạnh phúc. Rồi nói sao rồi không ra, nói tôi đau lưng quá thôi để tôi nghỉ ngơi, chiều nay tôi mót lại. Tôi vòn tôi mót. Người ta có lúa, người ta đập lúa, ta đập rồi ta giục mấy cái bó lúa to ra. Những người nghèo đó ta lượm mấy cái đó lại, ta lặt, ta lượm. Nhiều khi người ta chịu khó vậy suốt ngày tới chiều người ta có được một lon gạo. Người giàu thì người ta ăn gạo thoải mái, còn người nghèo không có thì mót mấy cái đó. Tu hành cũng vậy. Đừng có đợi đến khi nào mình trọn vẹn mình mới 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 làm, không có đâu. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện này. Kinh Bách Vụ kể là có cái ông đó, ông nuôi bò. Thì ông chuẩn bị lấy sữa bò để đãi khách. Thì ông mới nói là còn tới 2 tuần lễ nữa mới tới ngày đãi khách. Bây giờ mình lấy sữa bò sớm quá để đâu? Thôi cứ để cất ở trong cái bụng con bò đi. Rồi tới 2 tuần sau đó mình lấy sữa bò cho nó nhiều. 2 tuần sau ra dắt không còn giọt nào hết. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói cũng như thế. Nhiều khi chúng ta muốn bố thí, muốn làm lành mà chúng ta đợi. Thí dụ như muốn giúp người ta nói thôi, để khi nào tôi trúng số mới giúp. Nếu cả đời không mua vé số lấy gì trúng? Mà ngàn người mua mấy ai được trúng? Phải không? Cái quan trọng á, hay là mình nói để khi nào tôi giàu tôi bố thí, để khi nào tôi có nhiều đi tôi bố thí. Người ta đâu có, người ta mà đợi mình giàu là người ta rụt xương rồi. Mà bây giờ người ta chỉ cần mình cho người ta một chén cơm thôi, mình có khả năng cho không? Có khả năng thì cứ cho chén cơm đó. Người ta chỉ cần mình cho người ta một ly nước thôi, mình có thể làm được không? Mình làm được cứ làm. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Tại vì một cái tâm lành mình khởi lên thì cái tâm ác nó mất. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, người ta đói, người ta xin chén cơm, mà mình khởi cái tâm để tôi vô tôi bới cơm cho anh ăn, thì cái tâm mà chửi bới, cái tâm mà ích kỷ, cái tâm keo kiết nó mất rồi. Bây giờ nó khởi được cái tâm là biết cho. Thì ngay cái giây phút mình cho một chén cơm đó đó, là cái tâm xấu, cái tâm ích kỷ, cái tâm mà gọi là tiếc rẻ nó mất đi, mà cái tâm cho nó còn. Rồi cái người mà người ta không muốn cho, ta nói gì? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà lúc nào cũng muốn cho, nói ăn hết lấy gì cho. Cũng một cái câu nói đó mà nó đảo thôi. Người không muốn cho thì nói cho anh hết lấy gì tôi ăn. Còn người muốn cho thì nói ăn hết lấy gì cho. Cho nên ăn chừa. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề niệm Phật nè. Quý vị có 10 phút tu, quý vị tu niệm Phật. Bây giờ thậm chí bận rộn quá, xuống vô nhà cái là không có thời giờ niệm Phật trong xe, niệm Phật trong khi mình làm việc. Tại vì trong khi mình niệm Phật là mình không niệm cái khác. Còn nếu mình không niệm Phật là mình niệm khác. Tại cái đầu mình không bao giờ nó không có niệm hết đó. Lúc nào cũng phải niệm hết đó. Cho nên hồi sáng này mình đọc á, niệm Phật nè, niệm Phật niệm sao? Đức Thế Tôn là như thế, bậc ứng, bậc giác ngộ toàn vẹn vân vân, rồi giáo pháp của Thế Tôn, rồi tăng đoàn của Thế Tôn, rồi giới luật của Thế Tôn. 4 niệm rồi, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Còn 6 niệm nữa đó.
Đó là niệm thí, niệm thiên, niệm hữu tức, niệm vô thường, niệm chết, thập niệm. Vì mình đâu có phải chỉ có một cái niệm Phật. Mình nhớ một lời kinh mà hãy lúc nào mình nhớ kinh không nhớ khác. Cho nên cái việc mà mình trả giá tu hành nó đợi, vô thường nó đâu có đợi ai. Thí dụ bây giờ một ngày nào mà tử thần nó tới, nó đã đợi tôi lên chùa tôi thắp cây nhang nữa không? Không, tới giờ rồi. Diêm Vương đã định canh năm chết, canh ba chết, chẳng để cho người tới năm canh. Người đó ba canh, canh ba mất rồi thì không ai lưu luyến gì được. Cho nên hãy mình thức tỉnh giây phút nào mình tu giây phút đó. Mà quý vị tu trong bận rộn, tu trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nào có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật, trong đó cái câu của bà, cái quyển là đã 48 pháp niệm Phật, pháp môn dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ. Mà người ta thậm chí người ta hướng dẫn mình đó, đi trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng được, nhưng mà mình biết cách niệm. Không lẽ vô trong đó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm trong tâm thôi. Mình cũng niệm Phật nhưng mà mình biết cách niệm, còn không bao giờ dừng cái tu. Mà quan trọng là biết cách tu, phải nhớ cái đó. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không biết cách tu ta nói mình tưởng tưởng tự nhiên vô trong ngồi Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tình nó làm gì tôi niệm Phật. Tôi nói trời, bả tu càng ngày bả càng ổng tu ổng càng ngày, nên phải biết cách. Mình vẫn đi hộ niệm cho người mất trong bệnh viện, nhưng mình nhớ đây là bệnh viện chứ không phải là chánh điện đạo tràng. Sách vô mỏi vô trống làm gì? Tụng cho cái người mà ngáp ngáp sắp chết, họ chưa chết mà cái bà bên cạnh bà tức của bà chết rồi. Tôi đang ngủ mà nó cứ gõ bóp cốc men men, tôi không biết cái đó là cái gì. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không bao giờ dừng sự hành thiện mà phải biết cách hành thiện. Nếu mình không biết cách thì cái cách hành thiện của mình sẽ làm cho người khác khó chịu. Cái cách tu của mình làm cho người khác khó chịu. Mà người khác khó chịu đó là cái tu mình nó cũng chưa trọn đó. Mình ăn chay sao mà người khác bực bội với chuyện ăn chay của mình, đó là mình biết là cái cách ăn chay của mình là mình ăn chay mà người kia bị cháy. Mình ăn như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng với cách ăn của mình là do mình. Thành thử ra nhiều khi mình trách người á, mình phải nhìn lại mình cái cách mình sống như thế nào, cách mình tu như thế nào mà người ta phản đối mình. Trừ khi nào mình quán lại mình thấy mình cũng khéo léo lắm rồi đó chứ. Mà sao giờ mình vẫn bị chống bán thì biết đây thật sự là chướng duyên. Nhưng mà có những cái chướng duyên không phải từ bên ngoài mà từ nơi mình. Rồi lúc đó mình nói trời ơi, tôi tu mà tôi bị khảo quá. Tại mình khảo người ta trước. Ta đi làm 11 giờ sáng ta mới về tới nhà, ta mới nằm được có 2 tiếng mình bon. Mình tụng lăng nghiêm, mình tụng đủ thứ hết. Mình khảo lỗ tai người ta thì người ta phải khảo mình thôi. Cái này cũng phải, cho nên tất cả phải có sự quán chiếu. Tu là phải có cái nhìn lại. Trước hết tu diện biết, mà mình thiếu cái sự nhìn lại bản thân mình là cái tu đó nó chưa đúng. Anh nói trời nói đất, nói hay nói dở gì biết, nhưng mà thiếu sự nhìn lại mình, thiếu sự quán chiếu. Tại sao mình bị người ta ghét? Tại sao người ta chống mình tu? Tại sao người ta thế này? Cho nên Pháp Hòa hay kể cho đại chúng nghe. Ai cũng hiểu bà Thanh Đề đem chén cơm, chén gạo vô, rồi bị các thầy coi thường á. Bà đem con chén gạo và mấy thầy lo tiếp mấy bà đại gia. Cho nên rồi bà tức quá, bà đổ cái chén gạo, bà chà đạp cái chén gạo đó, bà phỉ báng, cho nên giờ bà đọa địa ngục. Thì cái đó cũng được, mình hiểu vậy cũng được. Nhưng mà rồi mình cũng quên hỏi lại có tại sao bà vậy. Cũng tại mấy ông. Chứ bà hồi đầu bà thành tâm lắm mà. Bà thành tâm, bà đem một chén gạo vô, bà cúng bằng tất cả tâm thành của mình mà. Nhưng mà tại rồi mình cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của mỗi người rồi mình tiếp, cho nên mới làm cho cái bà này bà nổi sân lên. Cho nên là nói bà Thanh Đề, chứ tôi cũng phải nhìn lại tại sao bà Thanh Đề bả như vậy. Đây là một cái tư duy, cái quán chiếu. Nhiều khi mình nói một chiều mà mình quên cái khác.
Tự khi khổng ta lại, ta nhào ta đã đập mình. Mình cũng trời thần đất lỡ. Mình cũng nói gì đó để cho người ta nổi cơn lên. Mà thậm chí có nhiều người cũng chướng lắm, biết người ta giận cứ chàng vàng trước mặt như này. Nói theo người Việt á, chọc nư á. Chọc cái nư của người đó. Mà cuối cùng ai lỗ? Mình là người lỗ, tại mình bị đắp. Thật ra Phó Hòa xin thưa đại chúng là cái thiện cái ác, đôi khi á, cái thiện mình làm nhưng mình không khéo thì mình lại trong cái thành thiện đó mình lại làm cho người khác sanh cái pháp ác. Thí dụ mà bây giờ mình thương cái người đó quá, mình biết cái người đó chuyên về chuyên đánh bài hay là cái gì đó, xài tiền không đúng, mà mình cứ đưa tiền cho người đó. Có đôi khi cái này cũng phải nhìn lại. Cái này Phật gọi là trong kinh này, cho nhiều mà phước ít. Tại không có tư duy. Nếu mà có cái phước đi nữa là phước của cái người kia, họ thương mình, tại vì mình lúc nào cũng đưa tiền cho họ. Nhưng mà có nhiều người cho ít mà phước nhiều. Quý vị cúng vô cho những cái cơ sở từ thiện 10 đồng tháng thôi, 10 đồng thôi, nhưng mà mình người ta duy trì cả một cơ sở từ thiện. Cho nên mình làm việc thiện, những cái nơi mà người ta phát huy cái thiện cái lành, mình yểm trợ những công trình đó, mặc dù cái của mình rất nhỏ. Mình nói thôi ôi, tôi chỉ là giọt mua hoặc muối thôi, tôi là một giọt nước. Nhưng mà không có một giọt nước thì không có một chén nước, một lu nước và một sông. Một sen đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà thiếu một sen thì cái 99 sen kia không được gọi là một đồng. Mặc dù một sen nó nằm bên ngoài này thì nó là lẻ loi, nó là gì hết đó. Nhưng mà bây giờ 99 sen này rất cần một sen này cộng vào đó để bên này được thành một đồng. Và đại chúng cứ như thế mà tu tập. Mỗi ngày bất cứ giây phút nào suy nghĩ làm lành được cho ai, cứ làm. Trưa nay là Pháp Hòa cũng bận lắm đây. Lát nữa có cái đám cưới nè. Rồi lát nữa có cái đám tang online nữa nè. Cho em làm overtime mà. Vậy mà còn không đủ sống nữa nè. Rồi mình nói theo thế gian ta nói vậy đó. Nhưng mà mình gọi là mình ý là mình bất cứ giây phút nào mình cho được người khác, không từ chối. Mà cái đó đôi khi mình không có tâm lực mình làm được. Mà không có muốn được cái tâm lực đó, phải có tâm nguyện. Tâm nguyện là gì? Tờ là cái tâm, cái ước nguyện từ trong lòng mình. Mình không cần phải nói với ai. Nhưng mà hễ mà tâm nguyện mà có thì tâm lực nó có. Tâm lực mà có thì sức lực nó đi theo. Cho nên cái đó gọi là tinh tấn. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đây là câu thứ 117. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Cũng giống như bây giờ mình đã ăn phải một cái món độc trúng thực thì không dám ăn nữa. Thậm chí không phải là món đó, thí dụ bây giờ mình đang ăn trúng thực, làm gì mà dám ăn nước cốt dừa, làm gì mà dám ăn những cái món sống, tại vì mình biết trong người mình đang không khỏe thì không tiếp thêm nữa. Mà phải làm sao mình tẩy cái đó ra để mình có thể ăn được. Thì Đức Phật dạy câu này, câu thứ 118: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Hai cái câu này nó đi với nhau. Một bên thì chứa ác là tất chịu khổ, còn bên này thì gì? Chứa thiện được an lạc. Bây giờ trong lòng mình mà chứa tất cả điều lành thì dĩ nhiên lời nói của mình sẽ lành. Đơn giản là quý vị thuộc thơ, đụng chuyện gì quý vị cũng nói thơ. Quý vị thuộc kinh thì chuyện gì quý vị cũng đem kinh ra, mà không cần phải nói với ai, mà mình nói với chính mình.
Tại vì mình chữa trị được cái tâm bất thiện của mình thì cái cách hành xử của mình, cái cách sống của mình nó khác. Cho nên cái phẩm này Đức Phật, thưa đại chúng, là Đức Phật không có nói kinh gì gọi là kinh Pháp Cú hết. Nhưng mà bởi vì trong suốt 45 năm của Ngài, đi đến đâu đụng chuyện, đụng việc thì Ngài nói lên một câu kệ, một câu kinh, một câu kệ để nhắc nhở người ta. Rồi sau này các Ngài mới sưu tập lại những cái câu đó và chia nó ra thành từng cái mục và đặt cho nó một cái tên là Kinh Pháp Cú. Cú là câu, Pháp là Phật Pháp, là giáo lý. Những câu này được Đức Phật giảng dạy đầy, chứa đầy những cái giáo pháp ở trong đó và gom lại thành một quyển sách, chúng ta gọi là Kinh Pháp Cú. Và nếu mà đi tra trong kinh điển, trong kinh tạng, nhiều loại kinh Pháp Cú lắm, nhiều lắm. Hồi xưa mình không biết, mình tưởng có một cuốn này thôi, mà tới hồi bây giờ mà được tra trong kinh tạng thì thấy trời, kinh Pháp Cú rất nhiều thể loại khác nhau. Có những loại kinh Pháp Cú gọi là Pháp Cú thí dụ, đưa một câu chuyện xong, đưa một câu thí dụ xong liền có một bài kệ, có một câu chuyện thí dụ xong liền có bài kệ, rất hay. Thành thử ra Phật Pháp như biển cá, bơi hoài càng bơi càng thích, càng tắm mình trong đó càng thích. Thì mình mới thấy rằng nếu mà cái đầu của mình mỗi ngày á, nó không suy nghĩ gì hết ngoài những cái việc làm thiện, sống lành của mình á, ngày đó tối mình ngủ ngon. Cho nên ra trong kinh cũng vậy á, khi nào á, mà mình biết cái tối mình ngủ bất an, thí dụ như mình ngủ khó, mình trằn trọc, mình khó ngủ, và trong giấc ngủ của mình thường hay thấy chiêm bao những cái điều xấu, thấy người ta rượt mình, thấy những cái điều mà bất tường, rồi mình hay hét, mình hay bị mớ, rồi ngủ dậy thì mệt mỏi. Trong kinh có đưa ra 11 cái điều mà nếu như ai phát triển được cái tâm từ á, thì những cái đó nó dần mất. Cho nên ví dụ như vị nào mà thường ngủ bị nằm chiêm bao, thấy tầm bậy tầm bạ rồi hay mớ rồi đó, không có sao. Quý vị cố gắng ngồi tịnh tâm nhiều chút. Mỗi tối, mỗi sáng dành cho mình 10 phút, rồi mình niệm Phật. Rồi tối đi ngủ mình có thể lại 50 lại, giống như ngủ bách danh hay là vạn Phật vậy đó. Mình không có khả năng lại nhiều, lại 50 thôi. Hay là quý vị lại trong hồng danh bảo sám, 35 vị Phật sau cùng. Ở đây ai cũng biết cái quyển sám hối hồng danh phải không? Thì cái hồng danh bảo sám ở trong đó là tổng cộng là 89 vị Phật. Thì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân á, 35 vị. Mà trong kinh nói 35 vị Phật đó giúp cho mình tiêu trừ vô lượng tội lỗi của nhiều kiếp. Nếu không có thời gian, mỗi tối cứ lại 35 lại đó. Lại xong rồi ngồi tịnh tâm chút xíu. Quý vị cứ làm điều đặn như vậy đi, biến nó thành một món ăn mỗi ngày của mình, cho tâm linh, cho tinh thần của mình. Quý vị cứ nhớ là mỗi ngày mình ăn 3 cử. Người nào mà diet thì cũng 1 cử. Nhưng mà nếu như đó là thực phẩm cho thân, mà nếu như một ngày mà mình không có một chút gì gọi là có thực phẩm cho tâm, đây là một sự thiếu thốn. Và tâm thức của mình nó đói khát vô cùng, không được. Thỉnh thoảng nói thỉnh thoảng thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng Pháp Hòa bước ra thấy một thầy đi học trễ về, không có tham dự được thời kinh, nhưng mà tối lại thầy vẫn cầm cái gối, thầy lên chánh điện, thầy ngồi thiền. Mỗi khi Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó, Pháp Hòa vui dữ lắm. Pháp Hòa vui mà đệ tử không cần cho thầy gì hết. Thầy chỉ cần thấy đệ tử tinh tấn tu mà siêng tu, đó là một món quà lớn cho thầy. Cho nên nhiều khi tối Pháp Hòa làm việc đi tới lui, thấy thầy đang ngồi thiền trên chánh điện, trong lòng hết sức vui. Thấy một đệ tử nào mà tranh thủ thời gian của mình có được, lên lại sám hối, mở kinh ra đọc, mở sách ra đọc. Cho nên mấy thầy cứ lên phòng Pháp Hòa lấy sách này sách kia, tiếng Anh tiếng Việt, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết giây phút nào mình cầm được quyển kinh, quyển sách lên á, dù cho một câu, một chữ, chữ nghĩa
Kinh điển nó cũng ở trong tâm mình. Và giây phút đó mình không nghĩ cái khác. Có thể mình đọc mình không nhớ, nhưng mà giây phút mình đọc đó là mình không có cái niệm khác, chỉ có cái niệm kinh điển thôi. Mình phải tẩy trừ cái tâm nhiễm ô của mình bằng cách đó thôi. Tại vì đợi mà đến khi nào mình rảnh rỗi chắc không có. Còn nếu mà rảnh rỗi là trừ khi nào mình nằm mình bệnh rồi, lúc đó mình sẽ có cớ bệnh quá lấy gì tu. Phật dạy rõ trong kinh, cái người mà làm biếng có cách nói nghe: nóng quá không tu, lạnh quá không tu, no quá không tu, đói quá không tu, mệt quá không tu, bận quá không tu. Đó, ví dụ như bữa nào nóng quá biểu lên lại Phật, thôi bữa nào mát mát lại Phật, mà mệt đổ mồ hôi mệt, bữa nào mà lạnh quá nó thôi để trong nhà ra đường cảm chết. Lúc nào mình cũng có cái lý do. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc ba câu kinh Pháp Cú trong Phẩm Ác cho đại chúng nghe. Và người xưa đã định nghĩa chữ thiện ác đơn giản thôi, phải không? Thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Lời nói của mình, hành động của mình làm cho người khác vui, mà trước khi họ vui là ai? Ai hưởng trước? Mến. Thế nên mình thí dụ bây giờ mình vừa khởi lên, tôi chẳng dám khinh quý ngài, chưa nói ra lời nhưng cái điều đó nó ở trong tâm mình rồi. Thành thử ra cái điều thiện mà vừa khởi á, cái người nghe chỉ là người thứ nhì thôi, còn cái người mà tiếp nhận nó ngay đầu tiên nhất chính mình. Vì vậy mà điều thiện như vậy thì điều ác nó cũng không khác. Hễ điều ác mà khởi lên thì ai là người hưởng? Là mình. Chỉ vì vậy mà Minh Tâm Bảo Giám có cái câu á: hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Ngậm máu mà mình phun người khác á, thì trước hết là miệng mình đã nhiễm ô. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Cái câu đó là người xưa đó, trong cái quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám. Cái quyển đó nhiều câu hay lắm. Cho nên là khi mà mình thanh lọc tâm mình bằng câu niệm Phật, bằng một thời kinh, bằng một thời ngồi thiền, bằng một thời niệm Phật, tốt lắm. Mà quý vị nhớ là mình cái gì nhiều cái đó nó nhiễm. Nhiễm không phải là một lần rồi nha. Ví dụ như đậu hũ mà quý vị vừa để vô nước tương đem ra liền, đâu có thấm. Quý vị phải ngâm, ngâm lâu nó thấm, mà thấm gọi là nhiễm. Kho mà mình không có dặn lửa riêu riêu thì củ rau nó đâu có thấm, nó đâu có ngon. Muốn nó ngon là phải kho lửa riêu riêu nó mới thấm. Cũng y chang như vậy. Cái điều bất thiện mà cứ tiếp xúc riêu riêu, nhỏ nhỏ, chút chút, lâu ngày nó thấm, mà nó thấm rồi nó mặn, không cách chữa. Cái đời sống của mình như thế nào, hằng ngày mình sinh hoạt như thế nào, thì đời sống tâm linh mình nó cũng không có khác. Cho nên Phật Pháp và thế gian không có rời. Nếu mình rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì không bao giờ có. Tại vì Phật Pháp là để dành cho thế gian, cho con người. Ngày nào không còn con người, đạo Phật không còn có mặt, không cần có mặt. Tại vì mục đích của Phật giáo là để chuyển hóa con người. Mà quý vị thấy con người rắc rối không? Quá trời rắc rối luôn. Ngay cả thậm chí đi tu rồi mà cũng còn rắc rối, chứ đừng chứ đừng nói là mình sống theo thế gian đó. Mình vô chùa mình tu rồi đó cũng rắc rối dữ lắm đó. Chứ không phải là mình đơn giản. Tại sao? Tại vì mình đã huân tập cái rắc rối đó rồi. Bây giờ mình đi đâu mình cũng vung vẩy ra hết. Cho nên tu là để thúc liễm, nhìn lại thấy mình, chuyển hóa. Mà chuyển hóa được mình là thiện, mà thiện được tự mình thì thiện được xung quanh. Mà nếu mình còn làm khổ mình còn làm khổ mình, cái đó vẫn gọi là ác. Thấy người ta mình cũng khổ, bực bội chuyện này. Pháp Hòa tu thiền, thí dụ đi ha, mà nghe ai không tu thiền bực. Pháp Hòa tu niệm Phật mà nghe không ai chịu niệm Phật mình bực. Cái đó mình khổ đó. Pháp môn là cái cửa, mà cả đã là cửa thì phải tự tại ra vào. Mình đừng có bám vào cái pháp môn của mình rồi bắt người khác phải theo. Vì mỗi người, người ta có một cái phương cách nó khác nhau. Ví dụ như quý vị nói niệm Phật phải niệm trước bàn Phật. Như vậy những người bận rộn không bao giờ tu được, tại vì không có thời gian. Bây giờ mình nói lại, ai có thời gian niệm trước bàn Phật thì tốt,
không có niệm trong xe. Một tiếng đồng hồ họ lái xe, một tiếng đồng hồ niệm Phật, đỡ hơn không? Còn hơn họ bỏ một cái CD toàn là nhạc đau khổ không? Rồi họ nghe mà họ khổ đau từ ở chỗ hãng về tới. Mà quý vị để ý coi, nghe những cái nhạc buồn nó đâu có gì hay đâu. Một người đi với một người, nghe là thấy khổ rồi thấy không? Cái người thứ hai mới khổ rồi. Một người đi với nụ cười hắc hiu, khổ dữ nữa. Cho nên rồi nếu mà đúng mình đúng cái tâm trạng đó, trời ơi, vừa lái xe vừa nghe nhạc vừa khóc. Còn bây giờ nếu mình nghe pháp, vừa lái xe vừa nghe pháp cười, người khác người ta ngồi người ta đậu xe kế bên, ta tưởng mình khùng. Nhưng mà khùng mà biết cười, khùng này tốt. Khùng cười với giáo pháp đó. Còn thí dụ mình không biết thì mình đậu xe mình khóc thì người khác cũng nhìn mình, nhưng mà hai cái tâm trạng nó khác. Cho nên có nhiều Phật tử ngày xưa lái xe đi xa về, đi làm trên đường freeway mà kẹt xe stress dữ lắm. Nhưng mà từ ngày mình có những cái MP3, những cái USB, những cái mini chip để pháp đó, vị Phật tử đó không còn stress nữa. Tại vì có ông thầy ông nói cho mình nghe đủ trò đủ chuyện hết. Mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, về tới nhà tâm thoải mái vô cùng. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ kẹt xe, mình học quá chừng việc trong hai giờ đồng hồ đó. Còn mấy cái nhạc kia nghe để giải trí thôi. Em không có nói không nghe nha, ca sĩ chửi chết. Vẫn nghe. Nhưng mà đã nghe nhạc thì mình hay dùng cái từ gì? Giải trí. Chút thôi, chơi vui vậy thôi, chứ không có nhiễm. Mà mình hát cái đó, một thầy tu mà đứng rửa chén mà vừa hát nhạc tình này là bắt đầu biết có nhiễm rồi đó. Nhiễm rồi đó. Tự nhiên thầy tu mà vừa quét nhà mà nói: em ơi, nếu mộng không thành thì sao, là mình biết ông thầy thì có vấn đề, nhiễm lộn chỗ rồi, nhiễm lộn món rồi ha. Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi nào mình ngồi lại và mình nhận ra rằng hình như lúc này mình quên hơi nhiều, phải không? Tại vì theo cái tuổi á, mà cái tuổi nó tăng thì cái gì nó tăng? Ông bà mình hay nói gì tăng theo cái tuổi? Cái tật. Cái tật nó lớn theo cái tuổi. Cái tật của mình là tật gì? Cái tật nhớ dai mà nhớ không chuyện không cần thiết. Cái tật hay quên mà quên chuyện cần nhớ. Đúng không? Thí dụ như mình đọc một câu kinh, câu đó hay quá không nhớ. Đọc thì biết hay mà không bao giờ nhớ. Vậy mà thử một lát nữa ha, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa mới nói: chú đó nha, chú coi chừng tôi á. Cái là bắt đầu nhớ câu đó suốt đời. Thấy không? Thật ra cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình, mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn sao, răng nghiến sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp, hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng đó, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không nghe, không có xíu gì hết.
hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con giận cháu gì nhớ hết. Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi, sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo. Mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lại Phật, tụng kinh là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xum xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm. Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm nó có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại. Xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Đệ tử ở trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy: "Ta với mi thấy nhau." Tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chối cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng, mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ, mình được một người yêu, mừng quá, vui quá. Người đó yêu tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu, tại cô đó cũng thương anh này và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó. Khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi. Khác cái tên gọi thôi. Thí dụ như quý vị nói: "Trời ơi tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình." Nó: "Thầy đâu có khổ gì đâu." Nói: "Dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa." "Mấy thầy, mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bill điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình." Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài.
mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trời cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma. Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận nó. Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số, cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi, không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già, bệnh, chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy cũng lấy viết, ông ghi cha, ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn. Ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho thưa đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ, để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con, mà mẹ cũng không lo. Mẹ đi chơi với bạn, hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi. Rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta, thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình.
Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại. Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói đó, hận thù. Hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua rồi mình để trong lòng. Lâu ngày cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành nó hận. Mà khi mình hận quá rồi mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận. Tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp mình hại người ta, ta chết. Nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại. Tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi, thường thường mình hay lấy cái người ta làm trật, người ta nói sai để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình nghẹn, mình không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng, là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó. Bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buồn. Thưa đại chúng, hồi nhỏ và đi tu Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắt. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Pháp Hòa bực bội lắm, thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, riết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không? Người ta có biết mình có biết không? Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà ta, chị khỏe không? Anh khỏe không? Hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm. Không ai phone thăm mình hết cũng buồn. Ai phone hoài nó mệt ghê vậy. Tối ngày phone hoài. Và nhiều lúc mình còn nói khổ lắm, phone hoài, kiếm hoài. Nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone quá trời, cho quá trời mà không thấy ai phone trơn. Cho nên khi mình sống mà mình biết có uyển chuyển, khi mình chấp nhiều nào trong đầu mình nó để cái đó, rồi tối mình chim bao. Thì mình giận một người bạn phải không? Mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình chưa tha thứ. Trời ơi, chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chim bao mình nữa. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng, ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến.
chữ sanh là sống, đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh, qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Mà vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó, hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, không có nhớ, không có buồn phiền gì nữa hết. À, bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 8-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hòa chọc mấy bác bên Mỹ hoài vậy. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi với nó, cha tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi hơn. Thì quý vị cứ nghĩ con có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mà mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị à, em góp ý với chị một chút nha, chị làm này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng khựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói mấy thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha, thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Thầy nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Và mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa. Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả, tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan để tôi đi tiệc về rồi tôi chết, không có. Có một bà cụ bà quỳ trước tượng Phật, bà nói Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú nghe vậy, chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng chú nói được rồi, về chuẩn bị đi liền. Bà nghe vậy bà nói ô con quên, con chưa cưới vợ cho ông Út. cho con xin đau một giây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết.
Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ông chích theo. Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học, tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa. Sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần, chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh một chút thôi là đỡ liền à. Này, cái ly nước này nè, để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu. Chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó như vậy thôi, nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó. Chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương. Chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền. Vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu chỉ cần, nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt. Mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt, đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo. Vô kêu một tô phở, tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, chứ chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt. Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm một điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng. Breast cancer, lung cancer. Trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng. Thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mà đi đánh bài về thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đến đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực? Mình bực, mình tốn tiền, mình bực, mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Đâu, còn mình mà đi đâu mà ta không đúng rồi về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh này mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng, tụng kinh. Bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh, rồi kinh, rồi tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự, mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè, bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè. Mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện. Cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complain, hàng xóm complain. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá. Bởi vì nửa khuya anh cũng tới, ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh đưa, anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú, ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Đó, thì hôm nay chúng ta học một cái bài học là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ một lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng. Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là 4 chữ, 4 câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác, nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, 2 câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, 2 câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi mà diễn đạt bằng 2 câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui. Bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình 2 câu đó một cách thiết thực. Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ. Cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy,
thì cái cử chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được. Cái hiện tại là tích tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có, mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, dwelling, dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này. Dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Vậy là present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà. Cái thùng quà này đã có 24 giờ trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Trời, hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ: chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng. Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người, cái tốt của người lại là cái xấu của mình. Thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là. Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết, đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ, mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình. Cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó, nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó. Mà lo cho nó là mình nợ nó, mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có có duyên, sao tự nhiên nó tới với mình. Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Cảm ơn đại chúng đã cố gắng tranh thủ thời gian của mình mỗi tuần để đi chùa. Và thưa đại chúng, làm sao cố gắng, thật là cố gắng. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp là mọi việc nó sẽ vào khuôn. Tại sao người ta cũng 24 giờ mà ta làm được nhiều việc, mình 24 giờ mà không việc gì mình làm được hết? Là do mình phải sắp xếp thôi, phải không? Thành phố buồn nhớ không em,
thành phố buồn nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Mong đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói đến sự tu tập á, thì chúng ta không có cái gì ngoài ba việc chúng ta cần làm. Hãy nói một cách đúng hơn á, tu là gì? Tu là một sự thay đổi bản thân. Nói đơn giản vậy đi. Ai hỏi mình tu là gì? Mình nói tu là thay đổi. Tu là chuyển mà. Vậy thì mình thay đổi cái gì? Con người mình mỗi ngày chúng ta có ba việc chúng ta làm. Một là chúng ta nói, hai là chúng ta hành động, ba là chúng ta suy nghĩ. Quý vị để ý có phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây nè, quý vị có thể đang suy nghĩ đó. Đâu có bao giờ ngưng dòng suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta suy nghĩ bậy nhiều hơn suy nghĩ tốt. Thấy ai làm gì cũng suy nghĩ xấu cho người ta nhiều hơn. Cái đó là cái này là thành cái thói quen của sự suy nghĩ xấu. Cái đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những thói quen. Nhưng mà thói quen này nó có hai loại. Một là tốt, hai là xấu. Cho nên mình gặp người ta khổ quá cái mình nói là sao? Trời, tội nghiệp. Nhưng mà nếu mình thấy một cái người đó, người ta tu tập tốt, sao mình không có câu gì mình khen vậy? Phải có một câu nữa để khen. Người nào mình thấy họ tu giỏi, mình nói là sao biết không? Phước nghiệp. Còn người nào mình thấy họ đang trả những cái gì mà xấu đó, mình hay có thói quen kêu là tội nghiệp đó. Nghĩa là cái nghiệp mà bây giờ họ có lỗi, họ sống bằng cái khổ này là do cái nghiệp tạo. Nhưng mà tội nghiệp thì cũng có phước nghiệp. Phước nghiệp là những gì lành thiện chúng ta làm mà bây giờ chúng ta hưởng. Ví dụ ngày hôm qua Pháp Hòa đi đám tang của bà cụ, gia đình rất là đông, mà từ con cháu xuống cho tới mọi người, ai cũng biết tụng kinh niệm Phật cho bà hết. Mà con đứa cháu nó lên nó phát biểu, nó nói mời mọi người xem để coi bà ngoại sống sướng làm sao. Nó không biết nói tiếng Việt nhiều, ý nó là bà sống không có khổ. Bà cụ đó là phước nghiệp, nghĩa là sống con cái thương yêu chăm sóc, già bệnh con cái chăm sóc, trăm tuổi con cái chăm sóc, người đó là phước nghiệp. Nhưng mà muốn có phước á, đâu phải tự có, mình phải tu mới tạo mới có. Giống như muốn có ăn thì phải đi làm mới có ăn. Chứ ai mà ngồi đó mà tụng kinh mà cơm rớt xuống. Cho nên cái nghiệp á, là cái thói quen. Mà cái thói quen này á, chúng ta tạo ra ba chỗ. Một là nói, hai là hành động, ba là suy nghĩ. Chúng ta thường gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, nó sẽ gom lại trở thành một cuốn phim. Để khi chúng ta sắp chết, cuốn phim nó sẽ chiếu lên. Cái đó gọi là cận tử nghiệp. Chữ cận là sát bên, chữ tử là chết. Cái nghiệp mà cuối đời khi chúng ta sắp chết. Có nhiều người cuối đời cái tự nhiên hồi lúc mà còn sống ăn chay, ăn tháng cũng được vài ngày, chứ tự nhiên cuối đời không thèm ăn nữa, giờ chỉ muốn ăn thịt cá thôi. Đó là cận tử nghiệp. Có nhiều người khi sắp chết á, nằm yên tịnh nhẹ nhàng. Có nhiều người sắp chết la hét, sợ hãi,
Tại sao? Tại vì tất cả những gì chúng ta làm nó sẽ quay phim lại. Quý vị có nhớ cái cuốn video tape cách đây mấy chục năm mình xài đó, khi mình coi cuộn phim đó, cái nó hết á thì nó tự nó làm gì? Nó tự nó rewind lại. Cái nghiệp mình cũng vậy, cuộc sống của mình cũng vậy. Khi mà cái cuộc sống mình sắp hết là cuốn phim nó sắp hết rồi thì tự động nó rewind lại, thì chúng ta sẽ thấy hết những cảnh tượng. Có hai trạng thái mà người sắp chết sẽ thấy. Một là họ sẽ thấy những cái việc làm xấu tốt của họ khi còn sống. Hai, cái đó gọi là nghiệp tướng nha. Cái mà chúng ta thấy, chúng ta sắp chết chúng ta thấy những cái gì chúng ta đã làm trong khi chúng ta sống đó, cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi cái thứ hai mà chúng ta có thể thấy, cái đó gọi là sanh tướng hay là sanh thú. Chữ thú không phải là thú vật, chữ thú này là cái chỗ chúng ta sẽ hướng tới, cái chỗ chúng ta sẽ sanh về. Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm á, khi sư bà sắp mất á, sư bà chắp tay niệm Phật. Rồi các đệ tử mới hỏi: thầy ơi, thầy thấy gì? Thấy Phật Di Đà. Hỏi Phật Di Đà mặc màu gì, mặc áo gì? Mặc áo trắng. Thầy thấy có Đức Văn Thù Sư Lợi. Có những người sắp mất á, thấy Phật phóng quang, ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ là ánh sáng hào quang của Phật Di Đà. Hào quang xanh là hào quang của Phật Dược Sư. Nhưng mà những cái ánh sáng đó đó, nó dịu lắm, nó làm cho mình phấn khởi. Còn có những ánh sáng nó rực rỡ, nóng bức, nó làm cho mình sợ hãi, đó là ánh sáng của ma, của ác đạo. Chờ khi mình sắp mất á, có khi mình thấy những việc gì chúng ta sống, chúng ta đã từng làm, nó trở lại nó cho mình thấy. Thì cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi chúng ta sẽ thấy được, có thể chúng ta thấy được cái cõi chúng ta sắp về. Có thể đọa lạc, có thể là ở cõi lành. Cái đó gọi là sanh thú. Chữ thú này là hướng tới, đi tới. Cho nên á, thật ra mà tu á, nó không có làm gì ghê gớm đâu. Chỉ cần ba việc thôi: sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Cái thân của chúng ta có những lỗi lầm do hành động. Cái miệng chúng ta có lỗi lầm do lời nói. Cái ý của chúng ta có lỗi lầm do sự suy nghĩ. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ tốt thì chúng ta sẽ trở thành một cái nghiệp, gọi là nghiệp của ý nghĩ tốt. Ví dụ như mình thấy ai làm gì á, Khoan phán xét. Khoan có nhận định, mà đa số mình nhận định xấu mà. Ít khi mình nhận định tốt lắm. Tại vì sao? Nhiều đó thôi là mình biết chúng sanh ta, cái tâm tư của chúng ta hướng về cái gì nhiều. Cho nên cái tâm của chúng ta là hướng về cái thiện thì chúng ta sẽ luôn nghĩ thiện. Ví dụ người ta làm cái gì sai, thay vì mình trách móc, thôi chắc có thể có hoàn cảnh, người ta có vấn đề, có hoàn cảnh, cho nên mình không có nói được. Ở đây có rất nhiều gia đình, thì lên chùa mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Rồi đôi khi các vị mới nói: sao thầy tùy thuận chuyện đó? Pháp Hòa mới nói: chị Pháp Hòa hiểu được cái hoàn cảnh của người ta. Quý vị khách quan mà. Thí dụ như theo nhiều cái cách nó 1, 2, 3, 4 vậy đó, cái tự nhiên bữa nay để 3 lên trên mà 1, 2 đi đâu? Nó có chuyện chứ không phải, không phải không có lý do. Nhưng mà tại vì mình á, chưa thấy được cái chỗ đó, mình nói. Vì mình bắt buộc phải 1, phải 2, phải 3, phải 4. Nhưng mà có những trường hợp phải nói 1, nói 4, nói 5 trước, mà không phải nói 1 trước. Tại vì Phật Pháp vô biên, tùy duyên mà quá độ. Mỗi người mỗi bệnh thì thuốc men nó cũng có khác.
Ví dụ như Việt Nam mình đó, sáng là ăn tô phở, mà hình như mình ăn món nào cũng chín đó, sáng cũng có thể ăn được dĩa cơm. Nhưng mà người Mỹ người ta sáng người ta ăn gì? Ăn yogurt, ăn trái cây. Cái mình nói sao ăn kỳ vậy, cái này phải ăn sau giờ cơm. Việt Nam mình ăn là ăn dessert, là ăn sau cơm đó mà. Người Mỹ người ta ăn mấy đó, ta ăn trước, thí dụ vậy. Hoặc là sáng người ta ăn những cái chất đó làm chi, để nó cleanse, nó clean cái body. Còn mình là phải ăn bụng đã, rồi bắt đầu mình mới ăn mấy chất đó vô. Thành thử mỗi một cái truyền thống có cách ăn khác. Ngay cả tụng kinh ở trong Phật giáo cũng vậy, mỗi một cái miền có một cái cách hành trì, mục đích là phù hợp cho hành giả ở quốc độ đó, mà không có cái gì gọi là bắt buộc cả. Ở đây Pháp Hòa chủ trương những khóa tu Phật tử về tu đông, cho nên chủ trương là tụng kinh tiếng Việt để cho Phật tử được thấm hiểu những lời dạy. Nên mình đem những cái tiếng Hán và những cái bài thần chú, chúng ta không phải xấu, không phải là không tốt, nhưng mà người ta không hiểu thì uổng cái thời kinh đó người ta ngon ta tụng. Mình tụng gì cho người ta hiểu, ta ứng dụng, ta về ta tu. Một năm ta đi chùa được có mấy bữa, một mục đích ta tới là người ta tu và học. Mình chỉ cho người ta tu, chỉ cho ta học, mà học người ta không hiểu gì hết, tụng ta chẳng hiểu gì hết, thì có phải ba ngày ta về uổng không? Cho nên cái mục đích của mình là nói cái gì cho người ta hiểu, tụng cái gì cho người ta hiểu. Mà người ta hiểu là mình thành công rồi. Ta hiểu là mình thành công rồi. Cho nên á, tụng ngắn, tụng dài, tụng gì không biết, nhưng mà xong cái lễ đó mà ta hiểu anh nói cái gì là ok. Còn anh nói 1 tiếng đồng hồ sao đứng dậy ta không hiểu anh nói gì hết, thì coi như anh đủ 1 tiếng rồi đó. Nhưng mà ta không hiểu anh nói gì. Thì Pháp Hòa nói trước cái chuyện nghiệp đó, để dẫn cái câu kinh Pháp Cú thứ 15 trong phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, câu thứ 15: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Cái câu này là một cái trường hợp là do một cái ông, ông làm cái nghề đồ tể, thì khi ông sắp mất, những cái hình ảnh mà ông chặt, ông giết, ông làm đó, nó hiện về, nó làm cho ông đau khổ la hét. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đi một cái đám tang của ông cụ này, ông làm cái nghề giết heo mấy chục năm. Thì khi mà ông sắp chết, ông cứ nằm trên giường, ông cứ ép ép hoài mà không chết, cứ nằm trên giường kêu y như heo, mà nó kêu giờ lúc mà cắt cổ nó vậy mà nó không chết. Thì cuối cùng người ta mới bày, lấy chính cái con dao mà ông thường xài đó, rồi lấy cái chậu mà ông thường dùng để đựng đó, lại để ngay cổ của ông, rồi khứa khứa vậy, giả bộ khứa khứa vậy nè, mà thiệt làm mấy phút sau ông chết. Người ta hay kêu sanh nghề tử nghiệp á. Mình sống mình làm nghề nào nó thành cái nghiệp rồi, mình sẽ đi mình chết vì cái nghiệp đó. Cho nên nghiệp là gì? Không có ai cho mình hết, nghiệp là tự mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đi chùa thường rồi, mỗi lần mình bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm, nó thành thói quen phải không? Về nhà nhiều khi điện thoại reo cái quên bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm. Đó nghiệp đó, nhưng mà nghiệp tốt. Hay là ta gặp mình cái ai cho mình gì cái chấp tài, nửa ra chợ đi chợ ta thối tiền cái cũng chấp tài xong mới lấy. Cái tới hồi giật mình, thành thói quen, thói quen tốt. Còn mình thấy đồ ai để hở hở mình chụp bỏ một túi này cũng thói quen nè. Cái này cũng thói quen đó, nhưng mà thói quen xấu. Để làm gì? Ôi xin lỗi, tự tôi quen tay, bóc hốt trả lại. Tất cả là đâu đi thói quen, mà hãy cái gì mà thành quen thì là nghiệp.
Nhưng mà nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mình thường xuyên nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là nghiệp tốt. Làm thường xuyên nói xấu, nghĩ xấu là nghiệp xấu. Thì cái ông ni cũng vậy. Nay sầu, đời sau sầu. Nay là ở đâu? Đời này nè. Nếu mà đời này mình tạo, mình sống khổ mà không có chuyển được thì đời sau khổ tiếp. Cho nên không có tự giận nha. Khổ mà chưa giải quyết được, mày nghĩ là chết là hết khổ à? Không hết. Chẳng qua là mình ăn gian, mình quýt khổ đời này, rồi ở một cái đời nào đó mình tiếp tục khổ. Cũng giống như Pháp Hòa nợ quý vị, rồi Pháp Hòa không trả, Hòa dọn xuống Calgary. Thế nào không gặp à? Mà gặp là kỳ này là không có nể nữa nha. Thọp cổ à, ê có vậy mà ăn, ăn quịch ha. Còn nếu mà ở đây mà trả vậy mà từ từ, ta tới nhà, ta tới ngày, tới tháng, ta tới ta đòi thôi, ta không có sỉ vả mình. Còn nếu mình quịch của người ta sỉ vả mình, ta bắt mình trả mà ta còn sỉ vả nữa. Cho nên đời này, cái câu kinh nó gọi là đời nay và đời sau, nghĩa là trong kiếp này và trong đời sau. Cũng giống như á, mình khổ đó ha, mà nếu mà mình chưa có giải khổ thì mình ở Edmonton mình cũng khổ, mình dọn qua Vancouver mình cũng khổ, tại cái tâm khổ nó giống nhau. Cho nên tu là mình chuyển, làm sao chuyển được cái tâm khổ, cái tật nghiệp của mình, chứ không phải cái bề ngoài, không phải là cái chuyện dời chỗ. Hồi xưa có cái con chim đó, nó dời chỗ nó đi hoài, rồi con chim bạn mới hỏi tại sao bạn cứ dọn đi hoài thế. Nó nói tại vì tiếng hót của tôi dở quá, tự cứ lấy đá người ta luyện tôi hoài, cho nên tôi dọn chỗ. Thì cái con chim bạn nó mới nói, anh ơi anh, nếu anh không muốn người ta luyện đá anh thì anh phải đổi cái tiếng hót của anh đi. Anh mà cứ giữ cái điệu hót này hoài thì anh đi đâu anh cũng bị chọi đá giống nhau. Con người mình cũng vậy. Mình không đổi được cái tâm, cái tật nguyền của mình á, thì mình đi đâu cũng giống nhau à. Cho nên hai người mà sống chung mà nó tôi với ông không hợp mà cắt đứt cái rụp á, rồi cũng mỗi người ôm tật, rồi đi kiếm người khác, tật nó thanh tiếp, thì người kia cũng đâu có chịu nổi. Cho nên chuyển cái tật đi thì khỏi cần đổi ai hết trơn hết. Thấy không? Cho nên mình quan trọng là, mà cái tật là cái nghiệp đó. Cho nên cái cách nói của mình không dễ thương á. Dù mình vô chùa người ta từ bi cỡ nào rồi chập rồi riết cái người ta từ bi thiệt á, có nghĩa là ta không chửi thôi, mình ta im lặng, ta né mình. Còn ngoài đường là ta không tha đâu nha. Không? Nhưng mà vô chùa người ta không nói, ta nhịn, cái người ta thấy mình đâu người ta lánh chỗ khác là mình biết rồi đó. Cho nên á, đường cùng nữa là mình coi như cái quả là gì, mình không có người nào để mình có thể thân thiết được. Vì vậy mà cho nên đời nay đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà ác là gì? Mà thiện là gì? Khi nào lời nói hành động chúng ta làm người khác tổn thương gọi là ác. Lời nói hành động chúng ta làm cho người ta hạnh phúc gọi là thiện. Đơn giản vậy thôi. Mà người ta định nghĩa ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Chữ thiện nghĩa là tăng ít, chữ ác nghĩa là tổn giảm. Vì vậy cái câu kế nè, đời nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui. Nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Cái câu này là nói đến ông Cấp Cô Độc. Mà quý vị biết ông Cấp Cô Độc là một người đệ tử Đức Phật, tại gia mà rất giàu có. Và vì ông tại gia giàu có cho nên ông làm phước. Và vì vậy mà cuối đời nhiều cái phước đến với ông. Pháp Hòa hay nói có nhiều người ở cuộc đời này họ sống tốt, cho mình nhìn cái đám tang họ mình cũng biết. Tại vì sao? Tại vì người thương, người ta tiếc nuối người ta tới. Vì vậy mà hồi nhỏ mình học cái câu khi con sanh ra con khóc, người xung quanh ta cười. Tại vì mình là một đứa nhỏ, mình sanh ra mình khỏe mạnh, mình khóc. Mình khóc nghĩa là mình khỏe mạnh. Thì người xung quanh thấy mình khóc thì người ta vui, người ta cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con chết đi, con cười mà người ta khóc. Con cười, con hạnh phúc, con sống viên mãn cuộc đời rồi con đi, người khác nuối tiếc con, người ta khóc. Khi con sanh ra con khóc,
người xung quanh con cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con ra đi con cười mà người xung quanh con khóc? Còn các bậc cổ nhân người xưa dạy, nhất nhật hành thiện, thiện do bất túc, gọi là chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nghĩa là cả đời mà làm lành á còn chưa đủ nữa đó, nhưng mà chỉ cần một ngày làm ác thôi, ác nó dư. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi 911 á, chỉ có ngày đó thôi mà thế giới đều đứng cả chục năm. Đó, có dư không? Chỉ một cái giây phút làm ác thôi, ác tự hữu dư. Rồi thí dụ như giờ mình cho người ta một cái chén cơm mình ta ăn, ta sống đi, làm suốt đời cũng không đủ. Nhưng mà nếu ví dụ như á, mình nóng nảy mình lấy dao mình đâm chết người đó rồi, người đó chết phải không, gia đình họ khổ phải không, mình cũng vô tù phải không, gia đình mình cũng khổ theo mình, có phải là một ngày làm ác, ác tự đã dư không? Mình làm một xong một hành động ác, đâu phải một người mà mình ghét nó chết đâu, biết bao nhiêu người xung quanh. Cho hồi xưa có một cái người đó, họ muốn hại người kia, họ tới nó hỏi một vị thầy, thì ông thầy mới nói vậy nè, ông nói bây giờ á, con thấy cái người mà con ghét nó đang đứng đổ xăng. Con nói rồi, kỳ này là coi như cơ hội tốt rồi, con lấy cái bật lửa con châm cái cho cái bình cái chỗ xăng nó nổ chết cái người mà con ghét đó. Nhưng mà con có nghĩ là cái người đó chết không? Hay là xung quanh đó bao nhiêu người sẽ chết theo? Phải không? Thành thử ra mình biết á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cho nên một hai câu này để nói lên hai trạng thái sống và chết của hai người. Một người thì sát sinh, một người thì bố thí. Đã, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Đời này mình được người thương kẻ mến, đời sau sanh ra nơi nào cũng không thiếu thốn. Còn nếu ngược lại, nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà thưa đại chúng là chữ ác nghĩa là gì? Khi chúng ta làm cái gì, chúng ta sống như thế nào mà chúng ta làm người khác, chúng ta làm tổn giảm cái thiện ở nơi mình. Rồi câu thứ tư, câu thứ ba là nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọ cõi dữ than hơn. Đời này mình than, than là than thở đó, đời sau mình than thở, thì kẻ xấu hai đời than thở, nhưng mà không than, cái khổ đó không bằng cái khổ mà chúng ta sống ở địa ngục. Cái câu này là nói tới ngài Đề Bà Đạt Đa, là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật nhưng mà cũng là bà con của Đức Phật luôn. Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là bà con. Ông đi tu, nhưng mà ông thường tạo những cái chuyện gọi là để hại Phật. Thì cuối đời ông hối hận, ông muốn gặp Phật lần cuối trước khi chết. Và thưa đại chúng, kêu các đệ tử khiêng thầy Đề Bà Đạt Đa từ ở chỗ bệnh đó đến gặp Phật. Thì trên đường không gặp Phật được, mà cái bệnh nó trở nên mà ngài chết một cách rất là đau khổ, rất là đau đớn. Thì đó là cái câu chuyện của ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì khi mà cái câu chuyện này nó xảy ra thì Đức Phật nói cái câu như vậy: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó sướng ta làm thiện. Tức là khi chúng sở dĩ chúng ta được sướng, được hạnh phúc là nhờ chúng ta sống thiện. Còn nếu chúng ta muốn than phải không, đọa xuống cái cõi địa ngục, cõi xấu, nó còn khổ, nó mới thật sự là cái than. Phong Hòa ví dụ vậy nè, đời này á, mình thiếu ăn, mình than, nghèo. Nhưng đó chỉ là cái nghèo của vật chất thôi, nó không bằng cái khổ của cái người khổ tâm.
Nếu mà cho mình so, mình chọn á, tôi thà là tôi ăn thiếu thốn, nhưng mà miễn sao cho đời sống tâm hồn tôi được vui. Còn nếu như mà mình ăn sung sướng, mình ở hạnh phúc, ở rất là sang trọng, nhưng cái tâm mình đau khổ, không có hưởng gì được hết. Cho nên Đức Phật nói á, đọ cõi dữ than hơn, tức là mình đi vào cái cõi xấu khổ đó, nó khổ còn hơn là cái chuyện bình thường mình sống nữa. Câu thứ 18: nay sướng đời sau sướng, nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Hồi nãy Đức Phật ví dụ á, đời sống vật chất mình than khổ phải không, nhưng không khổ bằng khi đọa. Cũng như thế, nếu chúng ta cho rằng cái sướng của đời này đó, có ăn nè, có mặc nè, ở nhà sang rồi sướng phải không, chưa đâu, lên cõi trên sống còn sướng hơn nữa. Tại vì cõi này á, muốn sướng là phải công xương làm, rồi bắt đầu dư giả, bắt đầu mới hưởng. Mà không biết hưởng là mất á, không biết hưởng là mất á. Mà thậm chí còn sợ mất á, chính là sợ hàng xóm ăn trộm là phải đặt máy nữa, đi còn phải dò thám nữa. Rồi bây giờ là phải cài vô cái phone, nó lâu lâu quẹt lên coi có ai làm gì ở nhà không. Rồi lâu lâu vậy, cái có nhiều khi cái camera ban đêm á, có con này con kia nó bay cái cánh sáng, cái ánh sáng của nó bay phone lên chùa, thầy ơi nhà con có ma. Hỏi sao vậy? Con thấy trong camera có bóng nó bay vậy nè. Pháp Hòa mới nói trời ơi, chùa nó bay hà rầm. Đức Phật mới nói á, cõi này sướng, nhưng mà lên cõi trời còn sướng dữ nữa. Ngược lại cũng thế. Bây giờ mà than khổ phải không? Đọa đi ngục còn khổ hơn. Có một cái năm đó Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ, rồi Pháp Hòa mới tổ chức một chuyến hành hương cho các em đi khắp các chùa ở trong Ém Minh Tinh. Thì cái bữa đó ghé qua chùa Người Miên. Thì quý vị biết người Miên, người Campuchia đó, người ta đâu có ăn chay. Mà đến ngay cái giờ trưa của người ta nữa, trời ơi đủ thứ mùi, nhất là cái mùi mắm đó. Mà mùa hè nữa, nóng đực lắm. Trời ơi, đứa nào nó cũng ngồi nó khổ quá trời. Nó nói thầy ơi, con vừa nóng mà vừa hôi nữa. Cái con đứa kia nó nói, đừng có nói nữa, xuống địa ngục còn khổ hơn này nữa. Mà nó mới có 9-10 tuổi thôi mà nói vậy đó. Thì qua bốn cái câu kinh này, nó chỉ có hai chuyện để chúng ta nói thôi. Một là thiện, hai là ác. Nó có hai chuyện chúng ta nói thôi: khổ, đau, hạnh phúc. Như vậy cái vấn đề ở đây là giữa cái nhân quả. Nếu mà chúng ta tạo nhân lành thì chúng ta hưởng cái lành. Mình nhìn vào một cái người mà người ta hưởng cái phước á, nó chờ tôi hâm mộ chị, anh, bác. Nhưng mà cái đó là một quá trình tạo phước. Pháp Hòa ví dụ, mình già sao con cái quấn quýt với mình, thương yêu chăm sóc mình. Tại sao? Tại vì mình thương con thương cháu, mình dễ dãi với con cháu, mình không có bắt bẻ mấy đứa nhỏ, mà mình thật sự mình thương nó. Mình không có nói những cái lời chia rẽ vợ chồng nó. Có nhiều khi mình tức đứa con dâu, cái mình nói cho vợ chồng nó xích mích. Thậm chí có nhiều người mẹ chồng mà tốt, thương con á, nhiều khi con dâu nó đối xử xấu với mình cũng không nói cho con nghe nữa, mà nó thôi, nói ra nó nóng ruột, rồi vợ chồng nó gây gỗ mất hạnh phúc. Thôi con cháu mình hỷ xả cho nó. Thật sự cái người mà sống được cái tâm như vậy thì tự nhiên con cháu thương mình. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân ở trong đó. Rồi bây giờ ngược lại, mình sống mà xấu, ai thích nói chuyện với mình hết, thì cũng phải nghĩ lại coi có lý do gì. Có nhiều khi cái cách nói của mình, cái cách hành xử của mình mà người ta sợ, người ta không có. Cho nên nó hai loại thương nghe, thương mà xa và thương gần nữa đó. Đó. Có nhiều người mình sợ người ta là tại sao? Tại cái uy quyền. Có những người mình rất là thương kính, trong đó có sợ, nhưng mà không có cái sợ hãi. Sợ kính chứ không phải sợ hãi.
Cho nên 4 câu, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18 thì nó chung quy chỉ có hai việc thôi: thiện ác, lành dữ. Mình đời này và đời sau căn cứ vào cái đời sống của chúng ta. Cho nên á, mình muốn biết mình chết mình đi về đâu, mình nhìn vào cái đời sống của chúng ta, chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ biết được mình đi về đâu. Ví dụ mình biết chắc á, tôi thì không về cõi Phật, cõi trời rồi đó, nhưng mà tôi chắc chắn tôi về cõi người, mà những cõi người sung sướng á, cõi người lành thiện á, tại vì tôi giữ năm giới tốt. Tôi không có giết người hại vật, tôi không có gian tham trộm cắp, tôi không có tà hạnh, tôi không có lường gạt dối trá, tôi không có rượu chè bê tha. Nhân cách đời này tôi tốt, đời sau tốt. Nếu người nào giữ được năm cái này thì nhân cách đời này tốt, mà nhân cách đời này tốt thì đời sau làm người. Cái đó Phật giáo gọi là nhân thừa. Còn mình giỏi nữa, mình tăng lên bước nữa nè, tôi chẳng những tôi không sát sinh mà tôi còn phóng sanh, tôi chẳng những tôi không trộm cắp mà tôi còn bố thí, tôi chẳng những tôi không tà hạnh mà tôi còn khuyến khích dạy dỗ cho mọi người sống chánh hạnh, tôi chẳng những tôi không nói lời dối trá mà tôi nói lời chân thật, tôi không nói những lời đâm thọc gây gỗ mà tôi nói lời hàn gắn, tôi không nói những lời ác ôn chửi rủa mà tôi nói lời hiền lành, tôi không nói những lời vô ích mà tôi luôn luôn nói những lời khuyến khích hữu ích. Tôi không có tham bằng cách là tôi sống biết đủ, có nhiêu tôi cũng biết đủ. Tôi không có sân là vì tôi thấy mọi người là bà con quyến thuộc. Tôi không có si mê lầm lỡ là bởi vì tôi biết quán tất cả các mọi sự mọi việc, nó có nguyên do, nó có nhân quả, nó có cái cội nguồn, giảm si mê. Thân, miệng, ý. Người nào sống thiện được cái điều đó, chẳng những bỏ cái ác mà còn làm cái lành, thì người này sanh về cõi trời, đạo Phật gọi là thiên thừa. Còn người nào giữ năm giới đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, nhân thừa. Còn nếu như trong năm giới mà mình giữ không nổi, giữ có bốn giới à, tốt, không sao. Từ một giới tới hai giới gọi là thiểu phần u bà tắc, cư sĩ thiểu phần. Giữ được ba giới gọi là bán phần, là phân nửa. Giữ được bốn giới là đa phần. Giữ được năm giới gọi là toàn phần. Không lẽ mình tu không nổi? Không lẽ hai giới tu không nổi? Đấy không? Cho nên đừng có sợ quy y, đừng có sợ phải giữ giới. Có nhiều vị nói thôi tôi còn sân lắm, tôi không tu được đâu, tôi còn hung dữ lắm, tôi tu không được đâu, tôi còn sống dở lắm. Thật sự nếu mình còn sống dở nè, mình còn sân si nè, mình còn phiền não nè, mình biết mình còn cái đó đó, phải tu gấp. Tại vì chỉ có tu mới giảm được mấy cái đó. Còn mình biết mình còn cái đó mà không tu, chừng nào nó hết. Cứ nói thôi cái bàn này nó dơ lắm, khỏi lao, sao nó sạch được. Cái bàn rất là dơ, tôi sẽ cố gắng mỗi ngày tôi lao một chút, lao riết cái bàn nó sạch. Cái kiến này nó đám bám bụi, phải lấy lao cái bụi đó, kiến nó mới trong. Còn nói thôi bám bụi lắm, để nó đi, tự nhiên nó sạch, không bao giờ được. Con người mình cũng thế. Mình biết mình còn tham, còn sân si phiền não thì phải tu. Mình chữ tu này là sửa đó, mình chỉnh sửa mỗi ngày, lau chùi một chút thì lâu ngày nó mới sáng, nó mới trơn tru ra được. Còn không thì không bao giờ nó hết được. Cho nên không phải quý vị mới cần tu đâu, mà ai cũng cần tu. Nhưng mỗi người mỗi trình độ tu nó khác. Ví dụ đi, bây giờ so ra với các thầy, các sư cô, với quý Phật tử thì các thầy cô hơn rồi, tu được một bước rồi. Nhưng chưa được đâu. Vô trong này nó sân si kiểu khác, ở ngoài đời nó sân si kiểu khác, vô trong này nó sân kiểu khác, nó tham kiểu khác. Ở ngoài hết trà, ở ngoài thì trà đồ nhôm là tham đó. Trong này không có gì để trà hết, tham kiểu khác. Thí dụ giờ vô trong này mình được cái chức làm cái gì đó, cái bắt đầu nó không có tham lợi, bắt đầu tham danh. Thật ra mỗi người mỗi một cái trình độ tu tập. Chứ
cõi nào còn chúng sanh, cõi đó còn phiền não. Mà chính vì chúng ta còn phiền não cho nên Phật dạy mình tu mỗi lúc mỗi nơi. Vô chùa là người khá hơn, được ở trong bệnh viện. Còn mình là bệnh mà chưa có chỗ cho nằm, về nhà tự cách ly, tự chữa bệnh. Người nào cũng phải tự lo hết. Vô trong này phải nghe lời bác sĩ, y tá, bệnh nó mới hết. Nhưng mà may mắn hơn, trực tiếp được sự chữa trị. Cũng giống như mình ở bệnh viện vậy thôi. Nhưng mà tất cả đều là bệnh hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 4 câu trong Kinh Pháp Cú. Phẩm song yếu là phẩm đầu tiên á, mà hôm nay chúng ta học được 12 câu rồi, 13 câu rồi. À, xin lỗi, 14 câu rồi. Hôm nay chúng ta học câu thứ 15, câu 16, câu 17, câu 18. Và tuần tới chúng ta học 2 câu khác. À, chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các bạn, cuộc sống này cái vấn đề không phải là thoải mái hay là không thoải mái. Mọi việc thoải mái hay không là do mình. Mình chấp nhận sự việc thì tự nhiên nó bình an. Mình không chấp nhận thì tự nhiên nó thành ra khó chịu. Ví dụ như là mình ăn một cái tô mì người ta nấu ra cho mình ăn, mình đi vô ngay trong nhà hàng mình kêu một tô mì nước, thì cái người nấu hơi mặn, mình nói mặn quá không ăn, mình bỏ. Thì cho dù mình nói mặn quá mình bỏ thì cũng không có nghĩa là người ta không trạc tiền mình. Mình vẫn phải trả tiền đủ. Cái vấn đề là tại mình không ăn thôi, chứ không phải người ta nấu có vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ mình muốn ăn cái tô mì mà lỡ nó quá lạ, nóng quá mặn, thì chúng ta phải làm gì đó để cái tô mì của mình nó ngon theo cái khẩu của mình. Ví dụ như mình thêm miếng nước sôi, hay là mình vắt vào đó một lát chanh, hay là thậm chí mình bớt nó ra, làm sao đó để mình ăn cái tô mì ngon lành. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta sẽ thường gặp những cái cảnh hay là người mà làm cho mình khó chịu, làm cho mình khó chịu. Và cái vấn đề là chúng ta phải làm sao thực tập để mình vẫn nhẹ nhàng thích ứng được với cái hoàn cảnh đó. Cho nên cái vấn đề là chúng ta tập thích ứng. Thí dụ như mình đi đến một cái nơi nào đó, người ta cấm không cho hút thuốc, mà mình lại có cái tật nghiền thuốc, thì mình đừng có sống theo cái thói tật của mình, thì người ta sẽ cười là mình không có thấy được chân lý. Cái chỗ người ta đã cấm hút thuốc mà mình vẫn ngang nhiên hút thuốc, nếu tôi vậy đó thì đâu có sao đâu, ai làm gì mình đâu. Nhưng mà người ta sẽ tự nhìn mình là một người thiếu văn minh, thiếu văn hóa. Tại sao nơi người ta để chữ cấm mà mình vẫn làm? Chân lý là cái chỗ đó. Cho nên người nào thấy được chân lý, người đó sống bình an. Chân lý là khi chúng ta đi đến đâu, việc gì người ta yêu cầu thì chúng ta làm. Người ta không để rồi mà mình vẫn cứ đi. Tức cười, có nhiều chỗ người ta để đừng đi ngã này, thì cái ngã đó bị đi nhiều nhất. Nó lạ vậy đó. Còn cái ngã người ta không để gì hết là không ai đi hết. Cho nên cuộc sống này nhiều khi có chuyện lặt vặt trong cuộc sống này, mà nó cứ vợ chồng con cái nó cứ hụt hật hoài. Là tại sao? Tại vì có những cái việc rất nhỏ nó xảy ra mà cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều khi ông bà vợ phiền ông chồng, hay ngược lại ông chồng nói có chuyện nhỏ có một chút bà nói hoài, thì bà vợ sẽ nói ủa chuyện nhỏ một chút sao ông không sửa để tôi khỏi nói. Rồi cái mỗi người chút mà không ai sửa hết, thì cuộc sống nó thành ra bế tắc. Và thậm chí có nhiều khi cái người kia nói người gì đâu mà kỳ cục, tối ngày cứ nói chuyện lắc nhắc. Nhưng mà thật sự chính những cái nhỏ nhặt đó mà mình không chỉnh sửa thì nó thành ra hư chứ gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như trong nhà mình có một cái thùng rác,
chỉ cần cột cái thùng rác đem ra cửa thôi là hết hôi liền, nhưng không làm. Thì cuối cùng không phải chỉ cái chỗ để thùng rác nó hôi mà cả cái nhà nó hôi. Một miếng thức ăn, xin lỗi đại chúng, bữa nào một bó rau bó cải nó thối nó hư mà để tủ lạnh đi, mở ra cái tủ lạnh chịu không nổi, nhất là hẹ. Bố bà nói ví dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, hay là bản thân chúng ta cũng vậy. Có một cái mình lỡ bữa nào mình bị một cái miếng mủ nó trên chân, trên tay mình đi, không lấy cái đó ra nó đau nhất chịu không nổi, mà làm lấy nó ra rồi thì tự nhiên người mình nó thoải mái ra thôi. Thì vậy cho nên á, cuộc sống là một cái sự thực tập, và chúng ta phải tập cho mình có mình một cái thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là thời gian suốt mấy tháng này nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Cái Covid-19 nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Bài học nơi chính bản thân chúng ta, bài học với xã hội, bài học với con người xung quanh, nhiều thứ lắm. Cái quan trọng là chúng ta có vận dụng cái tư duy, cái chánh kiến để chúng ta chấp nhìn nhận ra mọi sự việc không. Pháp Hòa ví dụ như mình đi tới đâu á, trước khi mà mình bước vào chỗ đó mà người ta hay mình thấy người ta dán những cái bảng đó, thì mình nên dừng lại đọc mấy cái bảng đó trước cái đã. Để chi? Để coi người ta có những cái gì người ta dặn mình. Có những nơi người ta cấm vào, ta để bảng bước vào là cái chỗ đó nó sẽ hú cái alarm lên, hay là mình vi phạm một cái gì đó, nhưng chúng ta không đọc. Chúng ta tới đó cái chúng ta cứ sẵn tới. Ở trên Tây Thiên á, có một cái balcony, thì mấy anh em Phật tử mới mua một cái tấm gương kiến thay cái chỗ đó, với bệnh đặng định là khi nào mình ngồi á, có cái kiến nó trong á, mình nhìn vô mình thấy thì mình sẽ thấy được cái cảnh luôn, ngồi uống nước uống trà nói chuyện đồ thấy còn cảnh bờ ruộng á. Nhưng mà thưa đại chúng á, cái con chim nó không thấy, nó bay nó thấy một cái miếng trong, nó tưởng đâu là cái khoảng đó là khoảng trống, nó lủi vô một cái một thôi, nó đập cái mỏ nó vô đó, nó văng ra nó chết liền tại chỗ. Thì những lúc Pháp Hòa thấy, có một hôm Pháp Hòa đứng và thấy cảnh vậy đó, thì Pháp Hòa quán chiếu, Pháp Hòa thấy rằng con người của chúng ta cũng vậy. Có những cái chúng ta không thấy, chúng ta lủi một cái vô thôi chết liền. Có bao giờ mình sớm xác mình làm cái rầm vô cái cửa không? Có chứ. Mà những cái lúc mà mình đi mà mình nghĩ rằng ở phía trước là một khoảng trống, nghĩa là thênh thang đó, mình lủi một cách rất là mạnh. Còn người nào mà đi mà còn lấy tay mà dò dò rờ rờ là còn đỡ chút nha. Còn người nào mà cứ nghĩ là chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái là ra một cái chơi vơi. Chơi cuộc sống này cũng vậy. Có những cái mà chúng ta nghĩ rằng chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái chết ngặt. Cho nên đi tới đâu ở đây người ta chỉ bảng rất là rõ ràng, chỗ nào cấm người ta nói cấm, chỗ nào như thế nào người ta để rất là rõ. Nhưng mà nó lạ một cái chúng ta bất chấp. Ở dưới đào thao nè, thiếu gì chỗ để không được đậu xe, even là mình stop vô đó cũng không được nữa. Có nhiều người, xin lỗi mình tạm dùng cái chữ ẩu nha, đâu có sao đâu, tôi ngừng thôi mà, để máy nổ, chạy vô mua cái gì đó, đi ra lãnh cái ticket 45 đồng. Có một lần Pháp Hòa đi mua xả dưới chợ tàu nè, gấp quá tấp đại vô cái chỗ đó mà mình biết nó không cho đậu rồi, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình đang gấp lắm, đi vô mua bó xả đồng thí dụ vậy ha, đi ra trả thêm bó xả 45 đồng.
Thành ra bữa đó đem cái bó xả về mà nó nặng nề lắm. Mà lúc kỳ lần này là sắc xả mà phải nghiến răng nha. Tại mày mà tao thêm 45 nha. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ ẩu một chút thôi. Ở trong chứng đạo ca, tổ Huyền Giác nói: sai chi hào ly thất thiên lý, sai chi hào ly thất thiên lý. Chỉ cần sai một ly thôi, mình đi cả bao nhiêu dặm đường. Ngài Trần Thái Tông, ngài có một cái bài kệ nói về cái sự vướng mắc của mắt tai mũi miệng. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình mãi là một cái người khách lên đơn, dính mắt, gá chỗ này chút, dính chỗ kia chút, hết một ngày mà chưa đi tới đâu hết. Có bao giờ mình bị cái trường hợp là mình định đi chỗ đó mà cuối cùng mình ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia một chút mà hết ngày mà chỗ mình muốn tới chưa tới được không? Có bị trường hợp đó không? Có. Đó. Cứ một ngày như vậy mà ôi thôi không sao, mai, rồi mai lại có chuyện khác. Ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia một chút, đúng là lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa, hết một ngày. Cái chỗ cũ của mình đã xa rồi mà chưa tới cái chỗ mình muốn tới. Cho nên nói về cái sự mà dính mắc của chúng ta, thì Đức Phật nói về sáu căn dính mắc, hay là giống như các thiền sư, các ngài nhắc nhở mình vậy. Có nhiều người thích ăn cái bận rộn ăn, chuyện ăn cả ngày. Có người thích mặc thì đi shopping cả ngày. Mỗi người chúng ta bị vướng một vấn đề, mà có nhiều người vướng nhiều thứ nữa. Mà vướng nhiều thứ thì tốn nhiều thời gian, tốn nhiều tiền của, và chúng ta mất rất nhiều thứ. Có những Phật tử bây giờ: thầy ơi, giờ sao con gửi con của con lên để nhờ thầy dạy nó, mà hồi nhỏ lúc nó mà còn cái tuổi còn dạy được thì sao? Không. Tại sao? Tại vì mình bận đi làm, mình không có thời gian cho nó. Rồi mình nghĩ nít mà ép uổng nó làm chi, vân vân. Nhưng mà khi nó tuổi nó lớn rồi thì khó lắm. Cho nên đừng có nghĩ, thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi mình vô chùa, cái đời mình có thể thâm sâu mà cái đạo mình rất là non. Cho nên những cái trường hợp mình lớn tuổi vô chùa thì cũng phải thúc liễm giống như y như một người nhỏ vậy đó. Mà nhiều khi cái người nhỏ nó dễ thúc liễm hơn, còn mình có lớn rồi có bộ khó. Tại vì trong đầu mình á, không thấy bằng tướng thì cũng thấy bằng tư tưởng. Ví dụ bây giờ mình không còn đi nhậu nữa, nhưng mà ngồi chọc hồi nhớ 20 năm trước, bữa nào ông Phật tử cũng vô: ô, 20 năm cho tôi nhậu với ông này nè, 10 năm trước tôi đi câu cá với ông kia kìa. Có nhiều khi cái tướng, hình tướng mình không còn mà trong này nó còn. Quý vị nhớ câu chuyện là có cái ông đó, ông thầy á, ông đi qua đò. Ông đi qua đò thì ai người ta cũng trả con đồng à, mà cái cô lái đò lấy ông tới 3 đồng lận. Thì cô ông thầy nó mới nói: ủa tại sao mà cô bất công vậy, mọi người cô lấy con đồng mà cô lấy tôi tới 3 đồng. Thì cô này mới nói: dạ, 1 đồng qua đò, 1-2 đồng thầy nhìn con. Rồi lần sau qua đò ổng không thèm nhìn cô này nữa, nhưng mà qua tới bờ bên kia cô này lấy 4 đồng. Ông nói: tôi bữa nay tôi không có nhìn cô rồi nha, sao cô lấy tôi tiền? Nói: dạ, 1 đồng thầy qua đò, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhắm mắt lại thầy nhìn con bằng tưởng tượng. Con lấy 4 đồng. Cho nên nhiều khi trong chúng ta cái tâm này nó, mình đi rất là xa, tại vì cái này nó không hình tướng, mà chính nó không hình tướng cho đi rất rất là xa. Mai mốt mình học kinh Pháp Cú sẽ học tới câu đó: tâm phàm phu đi một mình đi rất xa. Bây giờ quý vị ngồi đây nè,
nhìn cái hình tướng là quý vị tréo chân, quý vị ngồi chỗ đó. Tất cả chúng ta ngồi đây ngồi chỗ đó, nhưng mà hãy nhắm mắt lại là bắt đầu mình đi. Một lát nữa đi đâu ta? Có nhiều khi một lát mới đi nha, nhưng mà chuẩn bị trước. Hành, tỏi, đường, muối gì đó chuẩn bị. Rồi có nhiều khi chúng ta đi về cái quá khứ, có nhiều khi chúng ta đi cái tương lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mất tiêu. Cho nên trong cuộc sống á, chúng ta nhận định mọi việc như là, và chúng ta không có nhận định xa. Lấy dù bây giờ đang ở trong cái thời gian mà gọi là bệnh dịch, chúng ta phải nhận biết cái đó. Để làm gì? Để mình làm sao mình bảo hộ cho mình, cho người, hay là cho cộng đồng. Rồi thậm chí vì dịch này không phải ảnh hưởng tới vấn đề bệnh, mà ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Bây giờ mình thấy may á, hôm nay mình còn sống sót được là có một số người gì có tiền để dành. Hôm nay sống bằng tiền để dành. Có người thì được chính phủ giúp đỡ. Cho nên cuộc sống của chúng ta, bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra. Mà cái quan trọng là chúng ta mở lòng và chúng ta nhận ra được sự thật. Chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi, mọi lúc nó đang xảy đến. Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 11 và thứ 12 ở trong phẩm Song Yếu. Câu thứ 11 là: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Ngược lại câu thứ 12 là: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó nghịch lại với nhau. Câu đầu là cái sự việc không chân thật thì mình lại cho nó là chân thật, cho nên gọi là không chân tưởng chân thật. Mà đại chúng nhớ, cái gì tưởng là không thật nha. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, tưởng đó. Cái đó là tưởng đó. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Cái gì chân thật thì thấy nó là không chân thật. Người nào như vậy đó, chúng không đạt chân thật. Những người có cái thấy như vậy thì không đạt được chân thật. Vì sao? Vì người này có cái tà tư tà hạnh. Chữ tà là lệch, là nghiêng. Tư là tư duy. Do cái tư duy mình lệch lạc, do cái việc làm của mình lệch lạc, cho nên mình sống một cuộc đời lệch lạc. Ngược lại, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do gì? Do chánh tư chánh hạnh. Chữ chánh là ngay, chữ tà là lệch, nghiêng. Ví dụ như buổi chiều á, mặt trời nó nghiêng về phía tây, chúng ta gọi là chiều tà. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch bên. Kể ngồi mà cho ngay ngắn gọi là chánh, chánh độ, chánh. Thí dụ như mình kêu chánh giữa, thật ra chữ giữa là chánh rồi đó. Mà người Việt Nam gọi là chính giữa hay là chánh giữa, nghĩa là đúng ngay cái chỗ giữa đó. Nó giữa mà phải đúng ngay cái chỗ đó gọi là chánh giữa. Mà hãy cái gì nó lệch thì không là tà. Cho nên chữ tà với chữ chánh không có cái nghĩa gì mà gọi là chửi bới gì hết á. Mà hãy cái gì mà chúng ta thấy nó lệch lạc thì kêu là tà. Cái gì chúng ta thấy đúng đắn như thật gọi là chánh. Nhà Phật gọi là chánh kiến. Thấy đúng thì gọi là chánh kiến, thấy sai gọi là tà kiến.
Cái bài kệ này á, Đức Phật nói á, là do một cái nguyên do. Là quý vị nhớ là Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất á, là hai người bạn thân. Trước khi làm đệ tử Phật á, hai người này là bạn thân. Và đã bái một ông thầy làm thầy của mình. Thì khi mà cả hai vị này học với vị thầy này nhiều thứ rồi đó, thì một hôm hai người mới nói với nhau: tuy mình đã bái vị thầy này làm thầy và bản thân mình cũng có được những đồ đệ, nhưng mà hình như mình chưa có thấy được cái, chưa nhận ra được cái chân lý thật sự gì đó. Cho nên hai người nói với nhau là trong mai này ai mà đi tìm được chân lý trước thì phải về cho người kia hay để rủ đi theo. Thì một hôm á, Ngài Xá Lợi Phất á, đi trên đường gặp một trong năm thầy tỳ kheo đầu tiên đi xuất gia với Phật. Đại chúng nhớ á, trong Phật giáo chúng ta có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Thì khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề á, thì Đức chính Đức Phật là Phật Bảo. Lời dạy của Phật gọi là Pháp Bảo. Nhưng mà Tăng Bảo chưa có. Mãi đến khi á, Ngài đi bộ từ cái gốc cây Bồ Đề đi đến vườn Lộc Uyển để gặp lại năm người cùng tu với Ngài thuở trước đó, để rồi nói pháp cho họ nghe, và năm người đó trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và cái vị đầu tiên tên là Kiều Trần Như, người thứ hai tên Ác Bệ, Bạc Đề, vân vân, năm vị. Thì nếu ai hỏi mình, đạo Phật có ba ngôi báo, Phật, Pháp, Tăng, thì chúng ta phải nhớ cái sự kiện lịch sử rằng Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Vì lúc đó Đức Phật là Phật, là thầy, nói pháp Tứ Diệu Đế là Pháp Bảo, và năm thầy đó là năm thầy đầu tiên đi tu với Phật, gọi là Tăng Bảo. Vậy thì Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau khi Đức Phật thành đạo không lâu. Thì năm vị này á, là năm người thầy đầu tiên. Vì vậy mà trong các vị đệ tử Đức Phật á, có những vị bậc nhất. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, Ngài Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất. Thì quý vị biết Ngài Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Hạ lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì Ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử, một vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì mà trong đạo Phật là mình đi tu rồi mỗi năm mình có an cư thì mình được một tuổi đạo. Cho nên trong tất cả đệ tử của Đức Phật mấy ngàn người, Ngài Kiều Trần Như là người có tuổi đạo cao nhất. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm người đệ tử này, nói: trời ơi, tôi thấy thầy đi đứng có oai nghi quá, chẳng hay thầy của thầy là ai? Nói: thầy của tôi là Đức Gotama, Đức Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Tôi không dám nói nhiều. Ngài Xá Lợi Phất nói: nhưng mà ngài nói một cái gì mà ngắn gọn mà thầy nhớ, mà thầy tâm đắc cái lời dạy của thầy, của thầy đây? Ồ, thì thế thì ngài A Sa Chí ngài mới đọc lên bài kệ mà ngài tâm đắc trong những lời dạy Đức Phật. Đây là bài kệ: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi thường thuyết pháp như thế. Cái pháp duyên sinh duyên diệt. Thí dụ 10 giờ rưỡi sáng mỗi chủ nhật quy định là giờ lễ hàng tuần ở Trúc Lâm. Đúng giờ, đúng giờ các vị có mặt là duyên, phải không? Đúng giờ nè, mình có mặt nè, duyên sinh. Rồi 12 giờ
rưỡi tất cả mọi thứ xong, hết giờ, diệt. Cũng duyên mà sinh, cũng duyên mà diệt. Bây giờ á, cái cuốn sách này do mọi cái duyên nó hình thành một quyển sách, do keo, do giấy, do mực gom lại thành quyển sách. Thì vô tình rớt nó vô cái đống lửa, thì lửa đủ duyên để làm cho quyển sách này thành tro, hay là rớt nó vô cái thau nước ngâm nó thì nó đủ duyên làm cho cuốn sách này nó bị rách rã ra. Chúng ta từ con người cho đến sự vật, mọi thứ đều do duyên sinh, duyên diệt. Ví dụ như hiện nay là COVID là đang duyên sinh, mai mốt có vaccine rồi thì đủ duyên thì mình sẽ dứt được cái bệnh đó. Tất cả do duyên sinh mà. Do COVID mới đeo khẩu trang, do COVID mới rửa tay thường xuyên, do COVID mà mình không được đi tới chỗ tập hợp đông. Thậm chí do COVID bệnh quá phone bác sĩ nó khai bệnh trên phone đi, tôi không gặp bệnh nhân. Hôm nay có ai bị trường hợp đó không? Phone bác sĩ không gặp. Bác sĩ nói bệnh gì nói tôi nghe, rồi muốn lấy thuốc ở đâu? Tôi gửi cái toa về cái tiệm thuốc đó, tới đó lấy thuốc uống, không gặp. Thường thường là bác sĩ phải gặp bệnh nhân phải không? Mà bác sĩ sợ dịch, sợ bệnh. Cho nên bác sĩ cũng phải sợ bệnh chứ. Cho nên thưa đại chúng, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Người nào mà hiểu được cái sự duyên sinh duyên diệt ở đời này á, tâm mình không có nao núng quá khổ đau. Có thể có cái buồn, vì chúng ta vẫn là một con người. Khi việc nó đến chúng ta vui, việc nó đi chúng ta buồn. Nhưng mà ngược lại, có những cái buồn mà nó đi thì mình lại vui hay buồn? Cái buồn khổ nó đi thì mình phải vui chứ. Như vậy thì cái vô thường cũng chưa chắc đã là cái khó chịu. Nhờ vô thường cho nên á, có những lúc buồn đi khổ đến, mà nhờ vô thường thì khổ đi vui đến. Vô thường mà. Người hiểu được cái đó, tại sao lúc cái vui nó đến anh hỷ hạ, mà lúc nó khổ là anh lại khổ đau? Như vậy là anh chỉ chấp nhận có một chiều của sự sống sao? Anh phải có cái nhìn chân thật, đừng có tà kiến. Khi sinh biết nó sinh, khi diệt biết nó diệt. Cho nên khi mà hai thầy Ngài Xá Lợi Phất nghe xong rồi chứng quả liền. Quả đầu tiên là quả không còn thối chuyển ở trên cái con đường tu tập, gọi là quả Tu Đà Hoàng. Thì Tu Đà Hoàng được dịch nghĩa là nhập lưu. Quả nhập lưu là sơ, là quả vị chứng đầu tiên, tâm không còn lui sụp. Cũng giống như mình đi, bây giờ mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp rồi, tâm không còn lui sụp đối với con đường tu tập, chứng quả sơ quả. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong chứng sơ quả, chạy về đi tìm người bạn thân của mình là ông Mục Kiền Liên, nói cho Ngài Mục Kiền Liên nghe: hôm nay tôi đã tìm được chân lý, tôi đã tìm được một người thầy lý tưởng rồi. Hai người chạy tới gặp Phật. Cuối cùng Đức Phật cảm hóa hai vị đi theo Phật. Thì đi về nhà nói với ông thầy mà mình học đó: hôm nay chúng con xin phép, chúng con đã được tìm một người thầy của chúng con. Ông kia ổng bực. Ổng bực. Vậy cho nên cái câu kệ này, cái trường hợp đến với Đức Phật. Đức Phật nói: cuộc đời này cái quan trọng là chúng ta, nếu chúng ta bị tà tư, tà hạnh nó xâm chiếm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó tà, nó lệch. Còn nếu chúng ta có cái nhìn chánh kiến, chánh tư duy. Quý vị nhớ bát chánh đạo nha: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng. Có thể nói giáo lý của Đạo Phật nó không ngoài bát chánh đạo. Nghe nói bát chánh đạo là gì? Là 8 con đường chân chánh sẽ dẫn mình tới Niết Bàn. Cho nên có nhiều khi nhà mình xui quá đó, mình treo cái bát quái. Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi,
treo cái bát quái lên để chi? Để trừ tà. Nhưng mà theo Phật giáo á, sở dĩ mà chúng ta xui xẻo, chúng ta đủ chuyện là gì? Chúng ta nhìn lại cái cách sống, cách tư duy, cách nói năng, cách hành xử của mình để mình chuyển hóa cái đó, chứ đâu phải treo cái đó lên là mọi việc nó thay đổi đâu. Bây giờ cho bây giờ mình treo 100 cái bát quái ra, đừng nói treo một cái ngay cửa, treo 100 cái luôn. Mở trong nhà này nè, không có chánh ngữ với nhau, không có chánh kiến với nhau, không có chánh nghiệp, không có cái gì gọi là ủng hộ cho nhau, hộ trì cho nhau, thì nó cũng sập như thường chứ, chứ không phải để treo cái đó. Nhưng mà tại vì người ta tin, trấn an người ta, treo cái đó lên người ta yên tâm. Nhưng mà cái đó thưa đại chúng, của tín ngưỡng nhân gian, không có liên quan đến đạo Phật. Ai muốn treo thì treo, nhưng mà nếu mà nói cái đó của đạo Phật thì thưa không phải, cái đó không có đạo Phật. Đạo Phật không có cái hình bát quái. Nhưng mà ngược lại, đạo Phật dạy cho mình sống an lành hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến. Cái chánh kiến là cái thấy đúng, mà từ cái thấy đúng chúng ta mới suy nghĩ đúng và nói năng đúng. Ba cái đó thôi là dễ có chuyện hàng ngày, hay là hạnh phúc hàng ngày lắm. Có nhiều khi chuyện đâu phải của mình đâu, mà tự nhiên mình nhìn lệch lạc cái mình về. Chẳng hạn như bạn bè của con cái, bạn bè của vợ của chồng, tự nhiên mình nhìn ta làm sao cái bắt đầu về mình phán. Mình phán cái mình làm cho cái người kia nổi quạo lên. Bạn tôi mà tại sao lại có cái nhìn như vậy? Rồi gia đình có chuyện. Cho nên ví dụ bây giờ cho là mình có thấy đúng đi, nếu mình sự thật mình có thấy đúng đi, nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói về cái người đó đó, chúng ta cũng phải có chánh tư duy, chúng ta phải có chánh ngữ. Ok, mình hiểu cái đứa đó nó như thế nào rồi, nó xấu rồi, nhưng mà bây giờ mình làm sao mình nói cho con mình nó nhận. Cho nên chánh kiến là một chuyện rồi, nhưng mà phải học chánh ngữ, chánh tư duy nữa, để đưa cái chánh kiến của mình cho người ta dễ chấp nhận, chứ không phải là có chánh kiến là muốn nói gì nói à nha. Cho nên bác chánh đạo hay lắm. Bây giờ mình thấy sự thật đó, nhưng mà anh nói như thế nào để người ta tiếp nhận sự thật? Anh biết sự việc nó như vậy, nhưng mà cái cách anh hành xử như thế nào để người ta dễ dàng người ta chấp nhận anh? Chứ đâu phải anh thấy như vậy rồi anh sạc người ta cái kiểu vậy đâu. Thiếu chánh ngữ, thiếu chánh tư duy, thiếu chánh tinh tấn, thì cái chánh kiến này cũng không được bộc lộ một cách rõ ràng. Cho nên Đức Phật á, thí dụ như mình hỏi bạch Đức Thế Tôn, con chết con đi về đâu? Nếu mà Đức Phật phán anh mai mốt lên thiên đường, bà mai mốt xuống địa ngục, Phật không có nói vậy. Phật nói sao biết không? Quý vị muốn biết quý vị đi đâu sau khi chết, quý vị hãy nhìn vào đời sống của mình mỗi ngày làm gì thì mình sẽ biết mình đi đâu. Thay vì mình phán người ta, không, chỉ cho người ta cách nhìn trở lại. Thật ra tôi biết bà sống ngày, tôi biết bà sống tầm bậy lắm rồi, mà tôi nói về bà chửi tôi sao? Thôi bây giờ tôi nói bà nhìn trở lại đi, bà sống hàng ngày bà làm gì để bà biết bà đi đâu. Bà Đức Thế Tôn, nếu mà lỡ tụi con chết ở giữa đường sao? Lỡ bị đụng xe chết giờ sao? Đức Phật nói, như cái cây á, mà nó đã sẵn nghiêng về đâu thì khi cưa cái cây đó nó ngã về đâu. Nếu bình thường cái cây nó đang nghiêng trái thì mình cưa cây nó phải ngã về trái chứ, nó nghiêng qua trái, không lẽ lúc cưa nó ngã về bên phải sao? Cái tâm của chúng ta cũng thế, hàng ngày chúng ta nghiêng về đâu, hàng ngày chúng ta hướng tâm về đâu. Nếu mỗi ngày tâm chúng ta hướng thiện, dù mình chết bất cứ cách nào, đừng nghĩ rằng mình chết yên ấm trên giường, có người tới hộ niệm tụng kinh. Không, nhiều khi cái nghiệp lực của mình trong vô lượng kiếp mình đâu nói được. Làm thiện cả đời nhưng mà cuối cùng chết rất đau đớn, bị xe, bị tai nạn chết. Nhưng
Cái đó không có phải là cái chuyện đó. Ồ đó thấy không, tu mà cháu, nghiệp quả mỗi người mỗi khác. Nhưng mà đời này tâm mình đã hướng thiện thì cho dù mình chết bằng cách nào đi nữa, chỗ lành cũng chờ mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái đứa, cái anh đó là con nhà giàu, ảnh gốc rễ của nhà giàu, ảnh có chết một cách thê thảm đi nữa, người ta cũng khiêng ảnh về cái nhà giàu đó ta trả lại. Đó ví dụ vậy đó. Bây giờ mình biết, quý vị biết không, thường thường chùa người ta hay đúc mấy cái chuông, người ta khắc tên chùa ở trên đó. Rồi cái thời nghèo đó, ăn trộm nó vô lấy chuông nó bán hoài, gì bị gì đồng quý lắm đem bán. Khi người mua được cái chuông á, đọc cái tên chùa, đọc được cái tên chùa, xách cái chuông trả lại, nói con mua đồng của mấy người ăn trộm, mà con mua cái đống đồng mà bươi ra làm sao, nhầm cái chuông mà đọc kỹ vô cái chuông thấy tên của chùa, hồi con đem, chùa có bị mất chuông không? Nói dạ có, trả lại cho chùa. Là Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nghĩa là cái nghiệp mình sống hàng ngày sao nó đi về đó. Cho nên cái gì thật biết nó thật, cái gì không thật biết nó không thật. Thí dụ như á, mình phải biết rằng mình làm phước thì có phước, làm thiện thì có thiện. Ở đời nó có 10 cái mà người ta không tin nha. 10 cái này là gì? Một á, người ta nói rằng bố thí không có phước. Hai á, cúng dường không có phước. Ba là báo hiếu báo ân không có phước. Bốn là không có nhân quả tốt xấu gì hết. Năm là không có đời trước đời sau gì hết. Sáu là không có cha có mẹ gì hết. Có nhiều người quan niệm vậy đó, mình không có cha có mẹ gì hết đó, mình chỉ có một đấng tối cao nào đó thôi. Có nhiều người quan niệm vậy. Không cha không mẹ, không có chuyện hóa sanh. Bây giờ quá vào nói ví dụ như bây giờ mình đem một trái cam trái quýt gì để trong nhà coi, vài bữa nó uống thối lên coi, tự nhiên cái con fruit fly ở đâu quá trời quá đất luôn, mà mình không hề thấy nó bay vô nhà. Vì sao? Vì nó là một dạng hóa sanh. Cái bánh mà mình để coi, nó sình nó hôi lên tự nhiên dòi nó sanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy sự thật, có một cái chị đó đó, gần đây chị mới đi chùa thôi, chị mới lên chị mới nói sở dĩ gần đây con đi chùa con tụng kinh là vì sao, tại con thấy bây giờ con tin chắc chắn một điều rằng nhân quả rõ ràng. Chị đối xử với bà má chị sao hồi nhỏ đó, bây giờ chị sanh ra đứa con nó y chang chị hồi nhỏ. Chị nhìn đứa nhỏ đó nó hổn với chị, nó xử chị đó, chị nói là nó là cái bản copy của con ngày xưa. Tình nhân quả vô cùng. Cho nên nó qua cái bài kệ này để cho chúng ta, Đức Phật dạy á, không chân, thí dụ cái đó không phải là cái thử, nó là không phải là chân thật thì biết nó là không chân thật, đừng có lặp ngược lại. Ví dụ như cái mạng của chúng ta đây là tạm, chúng ta phải biết nó là tạm, để khi mai mốt mà nó dừng lại chúng ta không khổ. Sanh hữu hạn tử vô kỳ, sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết thì không, hoàn toàn không biết chừng nào chết. Cho nên người mà sống mà biết được như vậy thì không có dám phí thời gian. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng đắn, hay là chúng ta xử sự cũng vậy, đừng có lấy cái cảm tình trong cái công việc xử sự, nó làm sự việc khác đi. Ví dụ như bây giờ cái người đó sai, nhưng mà tại mình thương nó quá cái mình xử nó đúng, cái đó là không được. Hay là ngược lại, mình làm gì mình cũng lấy vì mình thương người đó hơn, cho nên lúc nào mình cũng có cái gì đặc biệt hơn người đó, thì làm cho người ta thấy cái sự thiên vị của mình. Thì trong kinh dạy á, nếu chúng ta nhìn đúng đắn sự việc, nhận chân sự việc đúng đắn, có ba cái lợi. Một, chúng ta không phí thời gian để làm những việc vô ích. Thứ hai, chúng ta không
Thứ hai nữa là do cái nhìn đúng như vậy cho nên chúng ta trở thành một người có giá trị trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ như mình nói sự việc gì nó cũng đúng chân lý, đúng lẽ thật, mình có giá trị trong mọi tình huống. Người ta có chuyện gì người ta nhờ mình ra, một lời nói của mình nó có giá trị. Nhưng mà mình thường hay nói những điều méo mó, mai mốt chuyện gì mình nói ra người ta không tin, hết giá trị. Mà trong đời này có sự thật như vậy, có những người nói dốc đến mức độ là bây giờ mình hết tin nổi rồi. Tại vì mỗi một lần gặp mình là họ nói một câu chuyện khác nhau, một vấn đề khác nhau. Bây giờ họ nói một, hồi xưa nói một câu tin câu, giờ một chữ cũng không tin, chứ đừng nói là một câu. Tại vì họ không còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Có nhiều khi á, cái hoa giả mà mình cứ tưới, có phải là mình phí thời gian không? Mình phí thời gian, cái hoa ni lông là cứ tưới. Cho nên mình mà không thấy được cái hoa đó là ni lông, là nhựa, không cần tưới, mà cứ sắp đi tưới thì mất thời gian. Thứ ba là nhờ cái nhìn đúng đó mà lúc nào chúng ta đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Nhờ tri kiến như vậy mà cuối cùng ta được đạt được chân lý. Ngày xưa có một vị thầy ngồi thiền, thì vị sư phụ mình mới tới hỏi: con ngồi thiền để làm gì? Ông thầy nói: con ngồi thiền để thành Phật. Nói xong người thầy không nói gì hết, ông lấy cái tấm ngói, cái tấm ngói lợp nhà đó, ông cầm, ông ngồi kế bên, ông lấy cái đồ ông mài. Nó kêu sột sạc rột rạc, khó chịu quá. Ông thầy, ông ngồi thiền, ông bực quá, ông mới say qua, ông hỏi: thầy mài ngói để làm gì vậy? Nói: ta làm tay mài ngói để làm gương soi. Cái người đệ tử nói: ngói mà làm sao làm được kiến? Thì ông thầy nói: vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền thành Phật? Ngồi thiền không phải thành Phật. Nếu mà mình ngồi đó mà tâm mình tán loạn thì cũng không thành Phật. Mà nên nhớ là ngồi thiền để tâm mình tĩnh lặng, sáng suốt. Và khi có sáng suốt thật ra là thành Phật đó. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới thành Phật thì không đúng. Cũng giống như lấy ngói mà muốn làm gương soi, làm sao được. Thành Phật không phải do ngồi, mà thành Phật là do cái tâm nhận biết mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước hẹn, hiện tại cũng chẳng đem lòng chấp trước. Quý vị nhớ Đức Phật dạy nha, quá khứ qua rồi đừng tìm, đừng nhớ ha. Hiện tại chưa tới đừng lo nha, nhưng mà tương lai cũng đừng có dính nó nha. Tôi bây giờ là trụ trì, mãi mãi tôi sẽ là trụ trì, khổ đó. Tại vì nếu như mà mình làm trụ trì mà hết duyên mình đâu có còn trụ trì, thật là mình chết đi mà cũng đâu được đâu. Cho nên không bao giờ có cái gì bất biến. Tôi giữ chức đó, mãi mãi tôi sẽ là chức đó, không bao giờ. Cho nên á, hiện tại tích tắc là trở thành quá khứ. Có cái gì mà anh nắm bắt? Hiện tại cũng không nắm được. Quá khứ qua thì không nắm được, tương lai chưa tới không nắm được. Hiện tại tích tắc trở thành quá khứ, nắm cái gì được? Cho nên ba thời không nắm được. Thấy như vậy gọi là thấy chân lý. Nghĩa là chúng ta đang cái gì xảy ra, chúng ta biết nó xảy ra, mà đừng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi như vậy. Thí dụ như hồi nãy giờ 10 giờ vô làm lễ, giờ 12 giờ rồi, thấy không? Tích tắc là thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ. Ngày 16 tháng 8 2020 không bao giờ trở lại. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được chân lý. Và hiểu được chân lý thì chúng ta sống với chân lý. Và người sống với chân lý thì không bao giờ tự làm mình khổ, làm khổ người xung quanh. Đó là cái câu kinh của ngày hôm nay. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng câu số 11 và 12 ở trong kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc.